Kính bạch Thầy, con là fan hâm mộ qua những bài giảng của Thầy. Nay có nhân duyên được gặp Thầy, người thật quả thiệt là dễ thương. Lát mình phải giữ cái này lại để mình tra cái nét chữ. Thương Thầy, một, Thầy bận rất nhiều việc Phật sự rất mệt mà sao không thấy Thầy stress mà vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng khoan thai chứ không dễ nổi nóng như chúng con khi bận rộn quá nhiều. Xin Thầy hướng dẫn cho chúng con để cũng được trở thành người nhẹ nhàng dễ thương như Thầy. Lòng nha. Coi chừng hát bài lòng nha. Chúng con ở đây ít được về chùa tụng kinh nghe pháp, chỉ được nghe trên nét. Nhiều khi quá mệt mỏi mà được nghe giọng của Thầy dịu dàng êm ái, ru chúng con vào giấc ngủ ngon lành. Vào giấc ngủ ngon lành, không biết như vậy có đúng hay không. Thứ ba, xin Thầy chỉ dạy cho làm thế nào để vượt qua những khó khăn phiền não khi gặp ma chướng mà không bị thất thối tâm bồ đề trên đường tu tập. Con kính cảm ơn Thầy nhiều, kính chúc Thầy luôn mãi dễ thương trong lòng Phật tử. Tại chị chưa thấy em stress. Thôi kệ, mình nói là mình tự thú hơn bị người ta phát giác. Tự giác hơn bị phát giác. Thưa đại chúng, khi mà mình nghe pháp ban đêm á, mà nếu mà Thầy có làm cho mình, Thầy có nói mà mình ngủ luôn cũng tốt. Tại vì mình khỏi thức ngủ. Như vậy từ hôm nào thay vì cái tiền mình thức ngủ nhớ quê em. Cái chuyện mà mình gặp khó khăn, phiền não trong cuộc sống là nó nhiều lắm. Không ai mà không có cái chướng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái chướng lắm. Căn bản chúng ta có 5 cái chướng. Có khi chúng ta bị phiền não chướng, tức là những cái việc lặt vặt xung quanh nó làm mình bực bội, nó chướng ngại mình. Có khi chúng ta bị nghiệp chướng, tức là những cái gì của quá khứ nó làm chướng ngại mình. Chẳng hạn như bệnh tật, hay là gia đình, chồng con, vợ con. Có khi chúng ta bị sinh chướng. Sinh chướng đó là chúng ta sinh và sống ở một cái địa phương, một cái quốc độ mà có nhiều cái chướng. Chẳng hạn như muốn đi chùa mà ở quá xa, hay là muốn đi chùa mà không ai đưa đón. Một hình thức đó là sinh chướng. Rồi cái nữa là chúng ta pháp chướng. Pháp chướng có nghĩa là chúng ta bị những cái chướng do chúng ta, những cái phương, những cái cách mà chúng ta dùng đó, nó làm chướng ngại. Chẳng hạn như mình tu mà mình không biết cách thì đó cũng thành ra cái pháp chướng. Mình bị người ta nói những cái điều mà làm cho mình thối lui, mình bị người ta nói những cái điều mà mình không có còn tinh thần để mình tu học, những cái đó là pháp chướng. Rồi có nhiều khi chính chúng ta hiểu biết thì chúng ta tự chấp trước vào những cái mình hiểu biết, cái đó gọi là sở tri chướng. Chướng có 5 cái này, quý vị nghe mà nói. Thứ nhất đó, gọi là phiền não chướng. Thứ hai gọi là nghiệp chướng. Thứ ba gọi là sinh chướng. Thứ tư gọi là pháp chướng. Thứ năm gọi là sở tri chướng. Có 5 cái chướng. Thì bây giờ trong 5 cái chướng này, có thể chúng ta bị 1, bị 2 hoặc bị cả 5.
Nhưng mà nếu đã biết nó là chướng mà chúng ta không vượt qua, đó là chúng ta thiếu cái chí hồi sáng chúng ta học. Chúng ta thiếu cái bộ xương cứng để chúng ta vượt qua. Đã biết nó là chướng thì có chi thế để mà gọi là ngăn ngại mình. Cũng giống như đó, mình gặp một cái người đó, mình nói cái người đó kỳ cục lắm, vui buồn bất thường. Vậy mà mình cũng vui buồn bất thường theo cái người đó. Như vậy mình nói người ta kỳ cục mà mình cũng cục kỳ hay. Mình nói cái người đó kỳ cục mà mình hiểu ta kỳ cục thì có gì để phiền. Mình biết ta vậy rồi, thôi bây giờ hôm nào người ta chào mình thì mình bình thường. Mình vẫn chào người đó, mà hôm nào người đó chào mình lại thì mình coi như nhận ngày đó. Mà lỡ họ chào cũng sao, vì mình biết người ta ngại rồi, không có gì thắc mắc. Cho nên mình đã biết là trước mà mình lùi tức là mình thua rồi, thấy không? Cho nên mình biết có một cái câu người ta viết trên vách như thế này: đã biết là vô thường, sao lại còn phiền nào? Mình biết mọi thứ nó là vô thường thì có gì để phiền nào? Cho nên ta không hề biết sợ người đó, vì đôi vai ta là, đôi vai này là tượng trưng cho gì? Từ bi trí tuệ, nhựa sống ta này, ta không sợ vui vô. Ta không ghét vì tâm ta luôn có ngọn suối từ của từ phụ thiên liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, tay vẫn lái thuyền ta lướt sóng. Ta không sợ mưa gió, ta không rét tức là lạnh, vì trong lòng mình đã có cái sự chở che của Phật Pháp. Bây giờ trong cuộc đời này, một người mà sống thuận, một người sống buôn buôn bị nghịch, cả hai người này cũng còn trong cái biển đời này, thấy không? Cho nên người ta mới nói đó, cái người mà thuận chiều hay cái người nghịch chiều thì cả hai cũng còn trong biển, thì có ai hơn ai? Biển khổ mênh mông, sống lụt trời hay là sống ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược dâu ai xuôi dâu, chung cuộc rồi đây bể khổ thôi. Người đi ngược chiều, người thuận chiều thì có người đập thoát được cái biển. Chỉ có điều là chúng ta đã tỉnh được một phân hào trong lẽ diệu, cho nên đã biết chướng thì phải vượt. Bây giờ thấy cái chướng này là gì? Là thử thách. Chướng này là thử thách, là pháp môn thành tựu cho mình. Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa rời Việt Nam năm Pháp Hòa 12 tuổi. Pháp Hòa định cư ở Canada từ 12 tuổi cho tới năm 15 tuổi rồi đi tu. Từ lúc đi tu cho tới giờ phút này, cô độc con mình, không có huynh đệ tu chung, không có trường lớp Phật Pháp, chưa hề biết một lớp Phật Pháp. Người ta đi tu là người ta còn có trường, có lớp, người ta có bằng cấp và Phật học này và học kia. Bản thân Pháp Hòa là chưa có một lớp Phật Pháp nào. Bây giờ nếu mà ngồi mà, nếu mà than đó, em nguyên lò này. Nguyên lò than này. Tại vì mình biết rồi, phải không? Mỗi người nó có một cái duyên khác nhau, mỗi người có một cái chướng, một cái duyên, một cái nghiệp khác nhau, thì chúng ta cứ chấp nhận và lướt tất cả để mà chúng ta có thể vững chãi trên cái con đường mình đi. Trên đường của mình đi không bao giờ là hoa thơm cỏ lạ, mà thỉnh thoảng cũng có những cái gập ghềnh, những cái sóng gió, những cái ổ gà, những cái ổ voi. Nhưng mà nhờ như vậy mình phải cẩn thận mình biết. Quý vị để ý vậy, nếu mà hôm nào mình đi ra ngoài đường của một cái bóng đêm mà mình biết là mình sẽ bước xuống bậc thang và không có đèn thì mình đi làm sao? Đi rất cẩn thận.
Mà còn nếu lúc nào mình ra đường mà mình thấy trơn tru á, là bắt đầu mình nói trời nói đất mình. Cái tật mình nó hay vậy. Đấy không? Cho nên nếu lúc nào mà đêm tối thì mình từng bước mình đi, rồi nó cũng qua được những cái bãi sình, những cái ổ dụng này. Đã biết là chướng thì không có gì, đã biết chướng rồi thì có gì để mà ngăn ngại. Con có một vài câu hỏi xin thầy giải. Ba má con mất cách nay khoảng gần 1 năm. Như vậy cái vong của ba má con có gặp nhau hay không? Thứ hai, làm thế nào để biết được ba má của con vãng sinh chưa? Thứ ba, con có ước nguyện kiếp sau con được trở lại làm con của ba má con nữa, được không thầy? Rồi, bà ơi, cái này là ba má có gặp nhau không thì làm sao em biết? Em có đi theo đâu mà em biết? Rồi hỏi rồi ba má đọc chơi lên nha. Xin thưa đại chúng, cái chuyện gặp nhau hay không thì bạn có biết thiệt, nhưng mà bây giờ để rồi mình muốn biết là có vãng sanh hay chưa thì quý vị có thể kiểm chứng như thế này. Nếu một người thân nào của mình mất mà nếu lâu ngày rồi mình không gặp họ trong chiêm bao thì mình nên mừng là những người đó đã được đi về những cảnh giới lành. Thầy nói nôm na là được vãng sanh. Nếu như thỉnh thoảng mình gặp lại họ mà nhìn họ có vẻ vui vẻ thì mình biết là họ chỉ về cho mình biết vậy thôi chứ họ không có sanh. Còn nếu mình mà gặp họ trong cái cảnh khổ đau, cảnh buồn tủi, cảnh lạnh đói thì họ cần mình giúp đỡ. Trường hợp đó mình có thể biết. Còn bây giờ mình muốn làm con của ba má mình được không thầy? Không phải em quyết định. Nếu mình muốn thì mình nguyện. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mình có duyên rồi thì vẫn còn duyên nữa. Bộ mình tưởng vợ chồng đời này gặp nhau là chưa từng gặp nhau ở kiếp trước sao? Đã gặp nhau rồi, đã kết rồi, nhưng mà đời này kết nữa, cho nên nó mới chặt thêm chút nữa. Thành thử ra mình có duyên mới gặp nhau. Bây giờ nếu mà đời này mình với cha mẹ mình rất nhiều những cái duyên lành thì nếu mình muốn làm con của nhau nữa thì mình nguyện thôi. Cũng giống như mình nguyện với Phật vậy đó. Nếu trở lại làm kiếp sau, thay vì mình nguyện, có những vị người ta không nguyện làm con cháu của ai hết á, không? Nếu cần thọ sinh kiếp khác sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cuộc đời đưa mọi người về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cõi. Bây giờ mình không muốn trở lại cõi người để làm con cháu có ai nữa thì mình làm con Phật cũng làm nguyện thôi. Còn nếu mình không muốn trở lại làm con cháu của nhau nữa để rồi khổ nhau, khổ đau trong cái cảnh sanh ly tử biệt thì mình nguyện sanh về cõi cực lạc, rồi gặp nhau ở cõi đó hết. Gặp nhau ở cõi đó thì không có cái khổ của sanh già chia ly tử biệt. Có một vị sư bà nuôi mẹ, khi mẹ về già, khi mẹ mất rồi thì sư bà làm bài thơ như thế này: mẹ về cực lạc ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi, mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. A Di Đà Phật, xin thầy cho con 2 câu hỏi. 1, thầy khỏe không? Tự đức có khác. Thứ hai, đạo Phật nói về luật nhân quả nhưng tại sao lại có kinh cầu an, kinh dược sư? Câu này hay đó.
Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói cầu an, cầu siêu, đó là một phương pháp, phương tiện để tạm dùng và độ người. Nếu không có cầu an thì mình không có lên chùa. Không lên chùa thì không có tụng kinh. Mà không tụng kinh thì không hiểu lời của Phật. Không hiểu lời Phật thì không có an. Mà không có an thì chết cũng không siêu. Cho nên an với siêu là một. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó họ mất, mình mời thầy tới cầu siêu. Cầu theo cái ý nghĩ của mình là cầu cho người mất được siêu. Nhưng mà thầy tới thầy tụng kinh, mình ngồi đó, mình quỳ đó, mình nghe kinh. Trời ơi, thầy nó tụng cái cuộc hồng trần xây vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồn. Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Nghe xong thấm quá, thôi lo tu. Lo tu là an rồi chứ gì. Mà một khi mà lo tu mà an rồi, chết cần thầy siêu nữa không? Tự mình sẽ siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Siêu sanh tử, an phiền não. Khi phiền não mình được, mình giải tỏa hết rồi. Hôm qua tôi giận cái anh đó thấu xương. Tôi thề thốt vũ thú. Mà bây giờ tôi vô chùa tôi nghe được cái bài kinh này. Cái bài kinh mà trong này nói, giàu sang cho lắm cũng trong một kiếp, giàu cho dữ cũng chỉ một thời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền. Tôi nghe tôi hiểu và tôi xả. Tôi giận thì tôi khổ chứ ai khổ đâu. Tôi giận người ta, ta về ta cũng ngủ khò. Còn con mình tôi nằm co ro. Người ta thì ngủ khò, còn tôi co ro thôi. Tôi không còn khổ nữa thì tôi liền an. Sở dĩ mình không an là mình phiền não. Bây giờ mình không còn phiền não là mình an. Mà mình an là mình liền siêu, siêu cái phiền não. Cho nên nó mượn một cái hình thức tụng kinh, để mình nhờ cuốn kinh đó mình hiểu được lẽ đạo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tụng phòng khổ môn cầu an. Ở trong phòng khổ môn nói á, nếu người nào bị gông cùng xiềng xích, niệm Quan Âm thì xiềng xích tức từng đoạn. Quý vị có nhớ cái đoạn đó trong phòng khổ môn không? Xiềng xích là gì? Là những cái phiền não trói buộc làm cho tâm can mình đau khổ, kêu là xiềng xích. Bây giờ mình trở về, mình niệm Quan Âm, tức là mình tự mình trở về, mình nghe. Chỉ Quan Âm là mình nghe được cái tiếng khổ của mình là tại sao anh khổ. Tại vì tôi giận cái người đó, tôi chấp cái người kia, cho nên anh mới khổ. Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi, xiềng xích là tự tôi xiềng tôi. Bây giờ tôi niệm Quan Âm cho lắng cái tâm tôi xuống, mọi xiềng xích giả hết. Đó là phẩm khổ môn cầu an rồi. Rồi người ta trong phẩm khổ môn nói, người nào mà rơi trong lò lửa mà niệm Quan Âm thì lò lửa biến thành cái hồ sen. Lò lửa là sự nóng giận. Niệm Quan Âm là kiếm cái chỗ ngồi yên. Không lẽ mình đang đứng trước mặt cái người mình giận là Mô Quan Bồ Tát, Mô Quan Bồ Tát. Muốn niệm thì mình kiếm chỗ niệm, mà niệm hồ lắng xuống thì giận dữ nó hết. Thì giận dữ có phải biến thành hồ sen không? Cho nên là tụng cầu an. Như hồi nãy có hoài giải thích chữ dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Tụng dược sư là mong muốn mỗi người chúng ta là một vị thầy thuốc. Ông thầy thuốc mà giỏi đó, trước khi ông nói thuốc, ông kê toa cho mình, ông phải trải qua 4 giai đoạn. Thầy thuốc này gặp cái người bệnh nhân không, nhìn cái vật, nhìn cái diện mạo, cái sắc diện của người đó gọi là vọng. Vọng tức là nhìn. Xong rồi mình mới nghe cho ông thở, mình nghe người đó thở gọi là văn. Xong hỏi tối ngủ được không, ăn có tiêu hóa không, tiêu tiểu có thuận lợi không, gọi là vấn. Một thầy thuốc trước khi mà nói bệnh phải trải qua 3 trường hợp: vọng, văn, vấn, rồi bắt đầu mới tới tiếp. Gom ba cái điều đó lại nói bệnh cho nghe.
Đó là cái cách chữa bệnh của thầy thuốc. Chúng ta cũng phải đi làm về, sau bữa nay thấy ông xã mình không có tươi như thường ngày là vọng, phải không? Nghe cái cách ổng nói chuyện là biết ổng đang bực, gọi là vắng. Rồi nhẹ nhẹ hỏi anh có sao không, gọi là vấn. Ổng nói đừng có hỏi nhiều. Rồi tôi biết bệnh ông rồi. Là dược sư liền chứ gì. Vọng, văn, vấn, biết bốn cách chữa bệnh. Mà người nào có đủ bốn cách đó có phải là một dược sư không? Cho nên cầu an dược sư là vậy. Vậy quý hiểu ý chữ cầu an không? Dạ. Còn nhân quả thì ai cũng phải bị. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Hồi nãy có một cái chị chở chứ nói thầy ơi thầy, con có cái bệnh nhức đầu kinh niên, thầy vuốt dùm cho con thấy. Không lẽ Pháp Hòa nói tôi cũng bị nữa. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý. Không, tâm lý là người ta quý mến mình, người ta nghĩ một cái bậc tu hành thôi thì con nhờ biết đâu chừng, con nhờ cái phước thầy lờ con cái trên đầu cho con hết bệnh. Nhưng trong khi cái tâm người ta đang như vậy, mình không thể từ chối thì mình gửi cái niệm lành tới cho người ta. Thì Pháp Hòa cũng để tay trên đầu, Pháp Hòa cũng nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho vị Phật tử này hết bệnh. Đó là chúng ta gửi cái năng lượng bình an cho người đó. Thí dụ bây giờ đó, mình gặp, mình có một đứa con tánh tình nó cọc cằn nóng nảy, mà bây giờ mình cứ ngồi mình than mình buồn hoài về đứa con đó cũng không có kết quả. Bây giờ quý vị gửi năng lượng vô cho nó, mỗi ngày nấu ăn cho con đó, mình vừa nấu mình vừa nguyện, con nguyện cho con của con nó ăn thức ăn này cho tâm tánh nó thuần hòa, nó đừng có thân cái tâm. Tức là trong khi mình nói là mình nói bằng cái tâm tha thiết của một người mẹ muốn giáo hóa đứa con vào trong thức ăn đó. Đó chúng ta gọi là chú nguyện. Chú nguyện tức là mình đưa cái năng lực hiền lành, cái năng lực muốn gia độ cái đứa con của mình vào trong thức ăn đó. Thay vì mình đứng mình nói cái thằng này nó ăn thì nó quậy. Mà mình cũng đang quậy. Tay thì quậy cái thôi, ăn như vậy mà mình quên mình cũng đang quậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên thay vì mình đứng mình nấu mình bực tức mình giận hờn thì mình gửi cái năng lượng mình chú nguyện cho nó, rồi lâu ngày cái niệm lành của mình á nó giúp. Pháp Hòa có làm cái bài kệ như thế này: chuông chùa vang một tiếng lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Nếu mà tiếng chuông chùa nó ngân lên làm cho tâm mình lắng, tức là chuông chùa vang một tiếng lặng đi bao ưu phiền, thì cũng y như vậy, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cho nên tất cả là do cái tâm niệm của mình, tất cả là do cái tâm niệm của mình. Thay vì mình bực bội chuyện này, mình vừa làm, mình vừa nhắn, mình vừa ấy thì nó không có kết quả gì hết. Bây giờ mình chú nguyện, mỗi lần mình đem thuốc chai uống, gửi năng lượng vô, nguyện cho bệnh nhân này uống thuốc này được tiêu trừ bệnh tật. Đó là mình thật sự ra nghiệp của họ là họ phải lãnh. Nhưng mà tại sao mình không gửi cho người ta một năng lượng bình an của mình đến cho người ta? Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi chơi với đứa bạn, thì nó đang chơi mà ba má nó kêu nó về mua cái gì, nó bực. Nó bực cái nó cầm cái tô, mà quý vị nhớ mà ở Việt Nam mà đi mua đồng nước mắm, đồng nước tương á, cái xách cái tô đi vậy nè. Nó vừa xách cái tô, nó chết đâu thuốc cho rồi. Tức là mình thấy, nhưng mà hồi nhỏ thì mình không thấy được những cái điểm đó. Bây giờ lớn thì mình thấy. Tức là trong khi nó làm mà nó bực, đó, nó cũng rủa má nó ăn tiếp. Ví dụ vậy. Cho nên mình mới thấy trong cái tại sao trong cuộc đời của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta tịnh cái nghiệp của cái ý. Mà khi cái ý nó tịnh thì cái nghiệp nó không có nói vậy. Sở dĩ cái ý niệm nó nói vậy là do cái tâm nó nghĩ sai. Thấy không? Thành thử ra
Đạo Phật nói về nhân quả đúng, ai cũng phải lãnh cái nhân cái quả đó. Nhưng mà chúng ta có quyền gửi cái năng lượng bình an đến cho người đó. Bây giờ đó, có một cái người đó họ khổ quá, họ gặp mình, mình đâu có làm cái gì hết khổ đâu. Nhưng mà mình đến, mình để cái tay mình trên vai của họ, mình nắm tay của người ta, mình so dịu, mình an ủi, cái người đó cảm thấy sao? Ấm áp, an ủi, mặc dù khổ chưa, nhưng mà người ta cảm thấy người ta ấm lòng, vì ít ra cũng còn có người cảm thông với cái nỗi khổ của người ta. Cho nên cầu an là vậy. Vậy được ha? Kính thưa Thầy, nếu như là một Phật tử đã quy y Tam Bảo và phát nguyện thọ trì năm giới, giới thứ năm chỉ đề cập không uống rượu chứ không nói đến việc đánh bài, vậy thì lâu lâu khoảng 2 hoặc 3 tháng một lần, trung bình 1 năm 4 lần con đi casino có phạm giới hay không? Cái này chịu không nổi. Bởi vậy á, truyền giới mà truyền không đủ nguy hiểm lắm nha. Giới thứ năm không được uống rượu. Từ nay quý vị có suốt đời giữ được giới này không? Khoái quá làm liền. Dạ con giữ được, tại không có nói tới casino. Xin thưa đại chúng, khi chúng ta giữ cái giới thứ năm thì chúng ta phải nắm được cái ý là như thế này, là phải chánh niệm trong việc tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày. Trong đó có những sản phẩm sẽ hại thân, có những sản phẩm sẽ hại tâm. Hại thân, ví dụ như là ăn uống, rượu chè, hút sách, những cái gì mà chúng ta đưa vào trong cơ thể, nó tàn hoại thân thể của mình, thì đều là nằm trong cái phạm vi của giới thứ năm. Hại tâm là những chuyện như là sách báo, phim ảnh, tạp chí, chuyện trò, cờ bạc. Bởi vì cờ bạc nó không nằm trong việc ăn uống, nhưng mà nó nằm trong cái việc tiêu thụ tiền của, hao tổn sức khỏe, tổn hại gia đình. Nói tóm, cái gì mà làm cho thân tâm mình mất tự chủ thì đều nằm trong giới thứ năm hết. Thí dụ nè, mình ghiền ăn trầu đâu có tội, nhưng mà khi đã ghiền ăn trầu thì trầu nó làm chủ mình. Ghiền ngồi trên internet, nói chuyện với người bên kia thế giới, dù mình không biết người đó là ai, nhưng mà cảm thấy nói chuyện vui hơn bà nhà mình. Không có tội, nhưng mà lâu ngày nó thành ra một cái ghiền và hoang tưởng về cái người bên kia. Và trong xã hội bây giờ có nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì hoang tưởng một người bên kia. Rồi tới hồi gặp rồi bắt đầu á, tá quả tâm tinh là trương chi mỹ nương hết. Nó đều là thuộc giới thứ năm. Internet nó có hại, nhưng mà nếu không biết vào những cái trang web lành mạnh thì nó có thể hại tâm mình, hại tâm hồn của mình và làm mất gia đình. Có nhiều gia đình rất đau khổ vì một người thân của mình ngồi trên internet suốt cả ngày đêm. Như vậy thì quý vị phải hiểu cái giới thứ năm nó rộng, là cái gì mà chúng ta làm mất đi cái hạnh phúc của bản thân, về thân thể hại cái thân mình và cái tâm hồn mình, thì đều nằm trong giới thứ năm. Dù lúc thầy truyền giới thầy chỉ nói rằng á, quý vị không có uống rượu hay là không uống cờ bạc. Rồi bây giờ trong đề nói nè, lâu lâu 2-3 tháng một lần, hay trung bình 1 năm 4 lần có phạm tội không? Cái này giống đi tu quá. À, chùa tổ chức bát quan trai mỗi tháng không thấy. Và không? Mà trong kia tổ chức không có tổ chức kéo không mà sao mình đi. Xin thưa, cờ bạc không có tội, rượu chè không tội, nhưng mà có lỗi. Có lỗi với bản thân, lỗi với gia đình, lỗi với người thân của mình.
chứ tội gì, ai bắt tội mình. Nhưng mà chữ tội nghĩa là gì? Thế nào là tội mà thế nào là lỗi? Lỗi là do vô tình mà phạm, tội là do biết mà cố làm. Hai chữ. Thí dụ lỡ đi đường đạp con kiến, lỗi thôi không tội. Nhưng mà thấy con kiến bò, chạy lên đạp nó lẹ con, lẹ con đạp đó. Tội đó. Hiểu ý không? Vậy thì cái gì mình cố tâm mình làm là thành tội. Biết cờ bạc nó đâu có lợi ích gì mà mình vẫn làm thì mình tội thôi. Chứ còn thí dụ bây giờ mình có chơi làm sao thì cái đó tùy mình thôi. Xin thưa đại chúng như thế này: không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, cờ bạc gì đó, mình giữ được năm cái giới này, Phật không có lợi, thầy không có lợi, mà mình tự lợi cho gia đình, cho người thân mình. Nhưng mà Phật là người toàn giác, là thấy rõ tất cả sự việc, cho nên Phật chỉ mình. Chúng ta chỉ là phần giác thôi, khổ đau giác đó, nhức đau giác đó, nhưng mà chúng ta không thấy rõ. Còn Đức Phật á, không, quý vị nhớ cái này dùm Pháp Hòa, để rồi mình Phật tử không có lầm lẫn. Đức Phật không phải là đấng toàn năng có quyền ban phước giáng họa cho ai hết. Nhưng Đức Phật là đấng toàn giác, toàn năng, toàn giác khác. Toàn giác là có cái trí biết rõ tất cả, completely awakening one, kho Buddha. Còn mà chúng ta là portion thôi, khổ đau giác đó. Còn toàn năng á, là Phật á, dụ như nói Phật ơi con đói bụng quá, Phật búng cái thôi sao con no. Phật không làm được chuyện đó. Cho nên toàn năng khác, toàn giác khác. Toàn năng á là phải công bằng à. Toàn năng mà không công bằng là chưa toàn năng trọn vẹn. Nếu mà mình toàn năng thì tại sao mình thương hết tất cả mọi người, không cho nó đẹp hết đi, lùng chi như thầy Pháp Hòa cho nó xấu. Nếu mà toàn năng có quyền cho người ta hạnh phúc, cho người ta đẹp đẽ thì phải công bằng. Còn toàn giác là sao? Thấy rõ cái nào khổ, cái nào vui, cái nào đúng, cái nào sai, chỉ cho mình. Cho nên mình tu Phật đó là từ phần giác đến chỗ toàn giác. Rõ không? Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu cái nhân chứ không cứu cái quả. Phật nói đừng cờ bạc, gia đình hạnh phúc mất đó. Phật nói cái nhân, mình nghe cái nhân là khổ, mình không làm là cái quả khổ nó không có. Cho nên người ta nói đạo Phật đạo cứu khổ. Đúng, đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu cái nhân khổ. Nhưng một khi mình đã làm mà cái quả khổ nó đến thì không chạy được. Chứ cứu khổ rõ ràng, cứu cái nhân trước khi mình làm. Chứ còn mình làm rồi nó thành cái quả sao cứu. Quý hiểu ý ha. Rồi, như vậy thì cái giới thứ năm này Phật tử có đi chơi một lần, hai lần, ba lần á, không? Thôi, đi chơi đã một lần, hai lần, một năm, hai năm là biết nó rồi, cần chi biết nữa, phải không? Biết chi nữa, mình biết cái khác mới hay hơn. Có ai mà nói trời ơi, tôi xin ca ngợi, tôi xin mời anh lên đây để tôi giới thiệu, đây, anh Nguyễn Văn Cờ. Đánh bạc một cây thì có ai khen chữ đó đâu. Không ai khen đâu. Võ tòng sát tẩu chứ không thể sát mà. Võ tòng sát hổ chứ không ai nói võ tòng sát mũi hết á. Kính thưa thầy, hàng tuần vào ngày chủ nhật chùa có bán đồ chay, nhiều Phật tử góp thời giờ và công sức để cùng nhau phụ chùa làm đồ chay để bán. Đây là một công quả rất tốt và có công đức. Nhưng tại sao mỗi tuần con đều thấy có người, có một số người sẵn dịp nhất rồi tự tiện mang đồ chay về nhà ăn, không chịu trả tiền. Trong khi những món đồ chay đó chùa bán rất chạy. Nếu một người hoặc hai người đều làm như vậy, con thấy việc đó vô tình tạo thêm nhiều người làm theo.
Vậy thì vào chùa phụ giúp có được công đức gì không, hay ngược lại vô tình thêm tội? Xin thầy giải thích. Chà, cái này phải chừa cửa cho em ra. Trả lời câu này là cửa bích hết á. À, như là Phật, thưa đại chúng, những câu hỏi như vậy đó rất là thật và rất là từ cái tấm lòng, không có gọi là không có có ý gì xấu đâu, quý vị đừng có buồn. Cái này là từ cái tâm chân thật của một Phật tử thôi, cười vui vậy đó, nhưng mà vui cái dễ thương chứ không có sao. Xin thưa như thế này nè, mình làm công quả cho chùa là mình sanh cái phước, mới phước thôi nha, đó là phước đức. Nhưng cái cách mình làm công quả mới sanh công đức. Hai cái quý vị phải rõ. Vô chùa làm từ sáng tới tối mới có công đức thôi. Nhưng mà mình phải như thế nào để mà cái ngày đó ai cũng công quả vui vẻ, trọn vẹn, phước đức nó sanh. Vì mỗi người sanh tâm hoan hỷ khi làm là do cái hạnh tu của mình. Còn mình làm rất cực và làm từ sáng tới tối, người ta ghi nhận cái cực của mình, nhưng mà bù lại người ta không thích cái cách hành xử của mình, thì mình thiếu phần nữa là mới được cái công mà thiếu cái thiếu cái, mới có cái phước mà thiếu cái đức. Được chưa? Như vậy mình có lấy đồ của chùa về ăn thì không có sao, nhưng mình phải nghĩ là mình đã tới mình làm, muốn ăn thì xin, không có từ tiện lấy. Bởi vì kinh có dạy bất cứ vật dụng gì của tam bảo là của chung. Xin lỗi quý vị là thí dụ thôi, cái món đó người ta cúng cho tam bảo là trong đó có tăng bảo, mà tăng bảo là mười phương tăng có phần à, chứ không phải chỉ tăng ở local chùa của mình. Rồi thí dụ bây giờ người ta cúng bao gạo đi, mình nói ví dụ vậy đó, người ta cúng bao gạo ngon, cái mình nói lát nữa có ông thầy đó, ông tới ăn cơm lấy cái bao gạo dở nấu, cái bao gạo ngon để nấu thầy mình ăn. Thí dụ vậy đó, cũng không nên. Tại sao? Vì khi người ta phát cái tâm, người ta cúng, người ta không có khởi cái tâm là bao gạo này để cúng dành riêng cho thầy local, thầy international hả? No fun. Không có được cái fun đó. Không phải vậy. Cho quý vị tụng trong Lương Hoàng Sám là quý vị sao thấy? Lương Hoàng Sám nói rõ. Cho nên á, nhưng mà thí dụ thôi, mình có gặp ai làm cái chuyện đó đó thì mình nói thì nó cũng kỳ. Thôi bây giờ im lặng. Nếu thấy người làm lỗi thì cho con được bình thản, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Còn nếu mà nó rộng một chút á, mình nợ của tam bảo, nhưng mà cũng xin thưa, nói đi rồi cũng nói lại, nợ ai sợ chứ nợ tam bảo không có sợ, kiếp sau vô làm tiếp. À, thì thôi bây giờ đó, Phật tử đã tới chùa làm công quả rồi, làm cái gì thì xin và đừng có chủ quyền. Bởi vì trong chùa trên có tam bảo Phật Pháp Tăng, dưới có trụ trì, hay là có một vị nào phụ trách nhà bếp. Nhưng mà nếu là người phụ trách nhà bếp là cư sĩ với nhau cũng khó mà điều hành, bởi vì có đôi khi họ nghe nhau. Cho nên thôi mình tốt nhất để cho cái tam bảo, cái đạo tràng nó không có bị người ta nói này nói kia do vấn đề chỉ miếng ăn, thì chúng ta tốt nhất là công bình, đến chùa làm công quả dùng rồi là xong. Nếu muốn à chị cái này nó dư, xin đại chúng cho tôi miếng tôi đem về, thí dụ vậy đó. Thật sự không có ai đói gì một cái miếng nữa, nhưng mà do cái tâm là thấy dư thì cũng muốn mang về chùa, mang về nhà. Nhưng mà đôi khi á, không có biết cách thì làm cho bạn đạo mình không có hoan hỷ với mình. Thì thôi bây giờ mình muốn cái gì mình xin.
Đó, thí dụ bây giờ Pháp Hòa tới chùa đây, Hòa thấy có cuốn sách Hòa thích, thì Pháp Hòa sẽ tìm cái vị là chịu trách nhiệm và nói có dư cuốn nào cho Hòa xin. Còn nếu không có là Hòa xin ghi tựa để mai mốt tới lấy sao. Thì thôi bây giờ quý vị thông cảm như vậy đó. Chứ còn bây giờ mình trả lời cách nào cũng khó, bởi vì cũng Phật tử với nhau hết. Thông cảm nhau cho nó tốt. Thưa Thầy, người ta nói đi hộ niệm đám tang, người chết hay chui vô xe của mình. Mình không thể chạy thẳng về nhà được, phải ghé lại công viên để con ma đó đi xuống. Chú cho ơi, cái câu này đó hay chi lạ. Làm sao mình biết con ma nó chui vô? Làm sao mình biết con ma nó chui vô cái xe đó? Rồi mình ngừng ở công viên, mình có dám bước xuống cửa mình nói dạ mời anh bước xuống? Mình dám nói không? Rồi thí dụ gặp con ma lì nó không xuống rồi sao? Cho nên cái không có cái chuyện ma nào mà chui vô xe ngồi hết á. Một cái bãi đậu xe cả trăm chiếc xe, mắc gì chui vô xe mình? Phải chi mình đi limousine à, mình đi hói gì Odacy, mình đi những cái xe mắc tiền nó còn ké vô một chút. Đi cái xe cũ mềm mà lo chi. Mà thiệt sự không có ai vô đó đâu. Rồi bây giờ thí dụ bà Pháp Hòa nói ví dụ con ma đó nó có chui vô thiệt, rồi mình ngừng ở một cái công viên nào đó, mình nói dạ mời anh bước xuống, mình sao không biết nó xuống? Rồi nó không xuống làm gì nó? Không lẽ ở công viên hoài sao? Không có cái chuyện đó. Không có ma nào chui vô xe mình nữa đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đừng có tin mấy cái đó. Tin mấy cái đó rồi á, riết rồi cái mình cũng, mình chưa làm ma cũng chưa thấy ma, mà tin riết cái mình cũng ma. Mà ma gì biết không? Ai biết ma gì? Thôi không có tin cái này nha. Cứ đi tụng kinh đám tang đi, đi hộ niệm có công đức. Vì khi mình tới hộ niệm trong cái giây phút đó, người thân người ta mất một người thân, mình đến mình an ủi, mình đến mình chia sẻ, người ta vui lắm. Người ta có ấm lòng. Và cái người mất cũng được mình hộ niệm cái tâm thức, và đồng thời mình góp cái lời kinh làm cho người nghe cũng được hiểu được cái đạo lý để sống đời sống hàng ngày cho tốt. Thưa Thầy, hàng năm ngày giỗ của ông bà, nếu mình kêu con cái đi vô chùa dự lễ cầu siêu, vậy thì mình có ép buộc con cái mình không? Tuy rằng mình biết con cái chẳng bao giờ đi chùa, và biết rằng con cái không muốn đi. Cái vấn đề mình cúng dỗ, mình kêu con cái vô trong chùa đó, thì cái điều mình cũng phải cần làm. Bởi vì xin thưa đại chúng, cái vấn đề cúng thờ ông bà không phải của Phật giáo, đó là cái truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng khi đạo Phật có một cái đặc biệt là đạo Phật đi đến đâu cũng không bao giờ đi ngược lại hay là chống phá những cái truyền thống cao đẹp của mỗi đất nước đó, mà ngược lại đạo Phật biết hòa nhập và lồng thêm những đạo lý để cho cái ý nghĩa của cái việc đó nó càng thêm cái ý nghĩa. Cho nên cái vấn đề cúng dỗ không phải ông bà nào ngồi đó chờ mình một năm cho ăn một lần, nhưng mà cái cúng đó đó là chúng ta nuôi dưỡng, chữ cúng nghĩa là cung dưỡng, nuôi dưỡng cái hình ảnh ông bà trong tâm thức của con cháu. Và chúng ta nuôi dưỡng cái văn hóa, cái truyền thống cao đẹp là chúng ta nhớ nghĩ tổ tiên và cội nguồn. Cho nên tất cả chúng ta dù biết rằng con cái không thích,
Nhưng mình cần phải nói cho các con hiểu được cái ý nghĩa để các con về chùa hay là về nhà để làm cái lễ dỗ. Nếu không tiện về chùa, mình làm ở nhà cũng được, nhưng cần đơn giản, đừng quá rườm rà. Con cái nó thấy nó ngán, hết đời của mình rồi nó chán, phải không? Và nó sẽ không có làm. Quý vị nhớ là chúng ta không có ăn cái bữa đó đâu. Nếu có ăn là chúng ta chỉ hưởng cái hương vị thôi. Cái người mất không ăn như mình, mình ăn thì nhai nuốt, cho nên gọi là đoàn thực. Người mất rồi thì ngửi cái hương gọi là xúc thực. Nhưng mà cúng kính đó là để bày, cho nên gọi là cúng kính. Vì mình kính cho nên mình cúng. Mà cúng nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Dưỡng nuôi cái tinh thần hiếu đạo, nhớ cội nhớ nguồn, trở về truyền thống của các con các cháu. Và cái quan trọng là chúng ta biết giản tiện, biết làm sao cho cái buổi cúng đó nó nhẹ nhàng, nó không có quá rườm rà để các con các cháu không thực hiện được. Mình là người tiên phong để cho các con các cháu tiếp nối, thì chúng ta phải bắt đầu có bài bản như thế nào để các con các cháu có thể tiếp nối được mình. Thì như vậy chúng ta mới không có lỗi là chúng ta ra nước ngoài mà chúng ta không còn giữ hết hai đời, là chúng ta mất gốc. Mình cứ làm đi, thành tựu được bao nhiêu đó là tùy duyên phước của mỗi người và mỗi gia đình. Nhưng đừng vì những cái đó mà chúng ta không làm. Đồng thời cái cách nói của chúng ta cũng quan trọng. Nói như thế nào để các con các cháu hiểu được cái cách là đây là trở về cái cội nguồn. Quý vị có tin Phật, tin Chúa, tin gì cũng được hết, nhưng không thể nào bỏ tổ tiên được. Vì không có tổ tiên thì không có mình, không có mình thì mình biết mình làm sao có mình để mình lạy cái vị đó là Phật, mình kính cái vị nọ là Chúa, là thánh thần mình kính. Cho nên phải có tổ tiên. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới nên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Thưa Thầy, chúng con xin hỏi, tại sao người tu hành phải xuống tóc? Vì muốn hà tiện xà bông. Kính thưa đại chúng, bởi vì con người lấy hai cái gốc để làm đẹp, đó là răng với tóc. Quý vị nhớ cái bài hát đó không? Ê cái thằng tí súng, nhe cái răng nham nhở tôi cùng, vì nó lười đánh răng sớm tối, lại ăn kẹo suốt ngày không thôi. Anh tí ơi này nghe chúng tôi, răng với tóc là gốc con người, răng có đẹp thì người mới xinh. Lấy cái tóc làm chuẩn. Bởi vì cái tóc á, nó làm đẹp mình, nhưng mà nó cũng rắc rối vô cùng. Sáng mà không chải thì nó làm sao? Nó bù xù. Mỗi tháng mà không chải, không cắt, không nhuộm thì nhìn nó không đẹp. Có nhiều lúc mình phải theo thời trang, mặc màu gì thì tóc phải màu đó. Có đôi khi mặc áo trắng thì tóc phải đỏ nó mới nổi. Chưa hết nữa, còn môi nữa. Bây giờ nó nhiều kiểu màu lắm, phải không? Bây giờ nó, hồi xưa người ta sợ cái màu tím ngắt, bây giờ tím ngắt nó cũng có cái đẹp của tím. Ý ở đây chỉ muốn nói rằng cái người tu là cái người đơn giản. Cái người tóc là tượng trưng cho phiền não. Bởi vì khi nó rối đó thì mình phải chải. Cho nên cái người tu á, một khi đã tu rồi thì phủi cái phiền não. Và chính khi mình cạo cái đầu rồi thì mình thấy mình khác với người. Mà khi cái thân mình khác với người thì phải biết rằng cái tâm mình nó cũng phải khác với người. Mà Tổ Quy Sơn nói làm sao?
phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, một bước chân bước lên thì phải bước tới phương trời cao rộng. Phù xuất gia giả là phàm, là cái người xuất gia phát túc siêu phương, mỗi bước chân của mình đi lên thì phải đi tới phương trời cao rộng. Phải nhớ rằng tâm của mình, cái hình tướng của mình nó phải khác với kẻ tục. Tâm hình dị tục. Được như vậy mới gọi là chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Được như vậy mới gọi là đền ơn của Phật. Sáng ra rờ đầu một cái, để làm chi? Nhắc mình, mình là người tu thì phải làm việc của người tu. Quý vị hiểu mà nói, thí dụ như mình là người xuất gia, quẩy cái giỏ mà đi cho dai lấy lãi, ai coi được? Không, chuyện đó không phải chuyện của người tu. Rồi cái thấy người này, thấy người kia làm mai làm mối, không phải chuyện của người tu. Cho nên nếu mình mặc cái áo tu, hình tướng mình là đầu tròn áo vuông, mình nhớ là phải làm cái việc cho nó vuông tròn. Đầu thì tròn, cái áo sọc ô ô, mà cái y đó gọi là đầu tròn áo vuông, thì phải nhớ làm việc cho nó vuông tròn. Mình là người tu thì chỉ làm việc của người tu. Còn ví dụ như mình, như nãy ví dụ, mình là người tu mà đi làm việc mai mối là không được. Thấy không? Thành thử trong luật cấm không cho làm việc mai mối. Bởi vì rủi mà canh không lành, canh cơm không lành, canh không ngọt thì muối đường ở đâu mình thêm vô. Cho nên không có làm được cái chuyện đó. Ở đây tượng trưng cho phiền não. Phủi cái tóc là phủi cái phiền não. Hơn nữa làm cho mình khác với đời, người, đời, để chúng ta không dám làm những cái gì mà nó quá cái phạm vi của mình. Có một lần Pháp Hòa đi ăn tiệm con trai, thì cái bà chủ tiệm mới bảo là người Hoa, nói tiếng Việt chút chút à. Là bà đem một cái món đồ ăn chay rất là ngon, nằm trong một cái rổ, rồi cà rốt các màu sắc đẹp lắm. Thì thường thường thức ăn chay thì hay đặt cái món tên gì? Thì bà mới đem ra, bà có hỏi bà món này món gì. Bà nói ô, cái này là tiên nữ thả bom. Pháp Hòa mới nói thả bom là ghê lắm á. Tiên nữ mà thả bom là quy hoàng lắm. Bom người đời mà còn chịu không nổi. Nếu mà bom của tiên là biết nó ra cỡ nào. Đấy cô ơi, cái món này kêu là tiên nữ thả bông. Mai mốt đi ăn tiệm tiệc chay mà gây quỷ đó, mà ai mà bưng ra cái rổ mà khoai chiên nguyên cái rổ vậy nè, phải không? Rồi nó có cà rốt, củ sắn rồi mọi thứ đó, là họ hay gọi là tổ chim đó, thì nhớ đây là tiên nữ thả bông. Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con chữ tri kiến Phật. Chữ tri là biết, chữ kiến là thấy, chữ Phật là giác. Con người chúng ta thường cũng có tri kiến, nhưng mà tri kiến phàm phu. Mà tri kiến phàm phu thì luôn sanh phiền não khổ đau. Nếu chúng ta có được cái tri kiến của Phật thì chúng ta đỡ khổ cho mình và đỡ khổ cho người.
Tại vì cái thấy biết mà nó đúng như thật, cái gì thấy biết mà mình có tư duy, có quán chiếu, thì cái thấy biết đó nó làm cho mình hạnh phúc, an vui. Thưa đại chúng, con người chúng ta là sống là lúc nào cũng do cái thấy và cái nhận biết. Nhưng mà xem chừng coi, một ngày qua, một tháng qua, hay xưa nay mình sống cho tới giờ phút này, cái thấy biết nó thường làm của mình thường hay là những cái thấy biết trong sáng, hay là những cái thấy biết nghi ngờ mê lầm. Nếu mà mình thấy rằng xưa nay mình sống bằng cái thấy biết nghi ngờ mê lầm, thì mình biết đây không phải là tri kiến Phật. Mình sẵn có cái đó, nhưng mà tại mình không phát triển. Mình đã phát triển nó ngược lại, là cũng thấy cũng biết, nhưng mà toàn là thấy biết của phàm phu, của người đời. Cho nên Đức Phật ra đời, trong Kinh Pháp Hoa nói, Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở chỉ bài cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật nơi họ. Nghĩa là chúng ta có khả năng sống, nhận biết, thấy biết bằng cái tri kiến của bậc giác ngộ, nhưng chúng ta không khơi cái đó, mà chúng ta cứ khơi cái kia. Cho nên Phật có nhiệm vụ thấy, chỉ cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, cuộc đời này có vô thường không? Vô thường là một sự thật, vô thường là sự biến đổi, mà biến đổi này là một sự thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ lấy cái tri kiến phàm phu mà chúng ta nhìn đó, là chúng ta khổ bởi vô thường. Nhưng nếu chúng ta lấy tri kiến Phật mà nhìn vô thường thì ồ, cảm ơn vô thường. Tại vì nếu không có vô thường thì đứa nhỏ không thành đứa trẻ, đứa người lớn. Và không có vô thường thì hạt cải mãi là hạt cải mà không là cây cải để mình ăn. Nếu không có vô thường thì hạt cam chỉ là hạt cam mà không ra cây cam và trái cam. Vô thường là sự thay đổi. Mà xưa nay chúng ta cứ thay đổi theo một cái nghĩ chiều xấu, là khổ, là già, là bệnh gì không, mà chúng ta không thấy vô thường là sự biến đổi. Nó happen, nó áp dụng chung cho tất cả. Ví dụ cái hạt hoa hồng này mà trồng xuống mà nó không có vô thường thì làm gì nó ra cái hoa hồng hôm nay chúng ta dùng. Mà đa số chúng ta cứ sống bằng cái chiều ngược để rồi tự khổ lấy mình. Pháp Hòa nói một cái ví dụ khác. Có một đạo hữu đến thăm chùa, thì ông và đạo hữu kia mới thưa với hòa thượng: dạ bạch hòa thượng, con hàng ngày con tu tập thế này thế kia, rồi ăn chay rồi niệm Phật chỉ vậy đó, thì con làm vậy đó. Thì hòa thượng nghe vậy xong, ông không phải là con người, trời ơi, ông giận lên, ông nói là hòa thượng tại sao mắng ông, tại sao nói tôi không phải là con người. Hòa thượng nói: thì ông phải là con người thì ông là Phật. Nhưng mà khi mình nghe người ta mắng mình không phải là con người thì mình liền nghĩ gì trong đầu? Bộ tôi là con thú à? Quý vị thấy không? Mà tại sao mình không nghĩ người ta nói câu đó nó đâu có cái hàm ý? Có thể mình không phải là con người thì tại sao mình không nghĩ mình là Phật, là Thánh, là Tiên? Mình cứ nghĩ mình là cái thấp hơn để rồi mình giận. Cũng giống như một chú uống rượu say, nó bạch hòa thượng: nhờ nghe Pháp mà hôm nay con không còn uống rượu say nữa. Ồ, đạo hữu không phải là con người, giận đó mà. Thì tại vì mình nghĩ sao? Ông thầy cũng chửi mình: mình không phải là con người, vậy mình là cái gì? Mình nghĩ cái thấp hơn, cho nên mình buồn. Cách đây mấy hôm, khi đi ra tới cửa thì có một cô cũng nói gì đó, thì mấy bạn cũng cười vui. Đi ra cửa cũng nói: thầy, mấy đứa nó con nói gì ra nó cũng cười hết á. Cái Pháp Hòa mới nói: vậy cô có phước. Người ta phải học nguyên một lớp rồi lên nói sao cho đại chúng cười, còn cô nói bình thường mà ta cũng cười nữa, vậy cô hạnh phúc quá rồi. Giống như người ta phải học làm hề, đóng kịch để chọc cười, còn mình nói chuyện bình thường mà người ta vẫn happy, người ta cười. Thưa đại chúng, nói cho người ta cười không có tội, nói cho người ta khóc mới có lỗi. Thầy nữ vừa nói: trời, nó cười con á thầy. Đâu sao đâu, tưởng nó chửi con mới có chuyện. Cho nên cuộc đời này là gì? Khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Nếu mà chúng ta nghe câu đó, ta nói trời ơi, thiên hạ cười tôi. Tại vì mình cứ nghĩ một nụ cười chế nhạo thôi, phải không? Thôi thì bây giờ mình nghĩ khác đi.
Nếu mình nghĩ rằng người ta cười mình mà biết đâu chừng có những cái đẹp người ta cười sao? Thành thử ra cái tri kiến đó, tri kiến mà chúng ta thấy biết đó, mà thường chúng ta cứ thấy biết theo cái chiều xấu mà không thấy biết theo cái chiều tốt. Nếu không có vô thường thì làm gì có mình họp mặt hôm nay? Năm ngoái Pháp Hòa qua mà nếu vô thường không có thì làm gì có ngày hôm nay? Thì nhờ có vô thường cho nên bữa nay mình gặp. Rồi cũng nhờ vô thường tháng 6 mình sẽ gặp nữa. Phải không? Thành thử ra vô thường không có xấu, mà chúng ta quên. Nó có cái đó mà chúng ta không lấy cái tri kiến Phật để nhận cái vô thường đó mà sống. Mà chúng ta quên thì Phật khơi cái tri kiến đó vậy. Có phải có tri kiến về vô thường. Bây giờ mình quên một cái gọi là nhân quả. Mà nhân quả anh có tin, nhân quả vẫn là sự thật. Nhân là cái hạt, quả là cái trái. Và giữa nhân quả là duyên. Nếu không có duyên thì nhân quả khó có mặt. Ví dụ nhân là hạt cam, duyên là nước, là đất, là mặt trời, quả là cây cam và trái cam. Giữa nhân quả nó có cái duyên. Anh không chấp nhận, nhân duyên quả vẫn có mặt. Anh có chấp nhận thì nhân duyên quả vẫn có mặt. Phật không phải là người tạo nhân quả, nhưng mà chúng sanh chúng ta quên nhân quả thì Phật là người nhắc lại cho mình cái đó, cho mình có cái tri kiến về cái đó. Mà tri kiến đúng gọi là tri kiến của Phật. Còn tri kiến mà sai là tri kiến của phàm phu. Vậy thì trong kinh nói Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Phật có mặt ở đời này vì một việc lớn Phật phải làm, a big job for Buddha, là làm sao khơi mở cho chúng ta đừng quên cái đó. Đừng quên có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Người nào có tri kiến về cái đó, già, bệnh, chết không khổ. Đang trẻ, happy với trẻ. Mai mốt 80 mới chống cây gậy vẫn mừng. 80 mà mới chống gậy, có người mới có 50 đã chống gậy. Thành thử mình tri kiến về cái đó thì làm sao mình khổ được. Vậy quý vị hiểu được chỗ tri kiến Phật ha. Có nhiều khi mình thì ô tri kiến Phật là cái gì đó xa xôi, mình tu nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ Pháp Hòa nói thật gần. Tri kiến Phật là cái thấy biết bậc giác, mà cái gì chúng ta thấy như thật là điều tri kiến của Phật cả. Còn chúng ta thấy nó sai là tri kiến của phàm phu. Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? ế ý nói là sao đi tìm hoài không có ai á. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chờ sư phụ cũng tự làm thơ ế, an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này một chút ha. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để
kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó, thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng á, mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng á, mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gỗ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế, ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người, những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế, như cỡ quý thầy, quý cô, đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau, mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa, chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ, hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo. Nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Bạch thầy, ăn chay trường trì chú, vậy mình ăn tỏi được không? Tại vì bạn con nói không được ăn Long Thần Hộ Pháp không hộ. Trời ơi, ông Long Thần Hộ Pháp là ông người Ấn Độ, ông ăn cà ri nó còn hôi hơn. Ông ăn cà ri nó còn khủng khiếp hơn nữa mà lo gì ông ăn tỏi. Đấy, cái này là dạng gì? Cái vấn đề ăn tỏi, ăn hành đó, nó không có nằm trong cái nguyên lý của Phật giáo. Khi mà sau này các ngài mới đề xướng, thì các ngài biết rằng trong cái ngũ vị là hành với tỏi đó, ở trong đó cái tánh kích thích nó nặng, cái mùi nó nồng. Cho nên nếu mà là một người xuất gia thì nên giảm nó, giảm thôi. Chứ còn thí dụ như bây giờ mình lỡ mình mua cheese bread, trong đó nó có một chút xíu tỏi, không lẽ nói để tôi lựa tỏi này. Có ăn thua gì đâu. Nếu mà nói là các vị Long Thần Hộ Pháp mà chê cái mùi tỏi đó,
cái dầu thơm mà mình xài đó mấy ông đã chê rồi. Cõi trời tứ thiên vương mà bay ngang ra cõi ta bà, mình là các ngài bịt mũi hết. Các ngài nó ở dưới nó có cái tiệm gì nó kêu duty free, nó sao nhiều mùi hôi quá. Cái dầu thơm mà mình gọi là tại vì cái nghiệp của con người mình tới đó, mình ngửi cái mùi đó mình nó thơm. Nhưng mà chư thiên cao hơn, họ ngửi mùi đó họ nói chưa đủ thơm. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình là con người mình thấy ly nước là ly nước. Nhưng mà ngạ quỷ cái nghiệp lực của họ nó thấp hơn mình, thấy ly nước là ly máu. Cũng giống như mình, cái nghiệp của con người mình thấy cái đống thân là hôi, là dơ. Nhưng mà cái nghiệp của con dòi thì là chỗ ăn ngon của nó. Tùy theo cái nghiệp của mỗi loài mà nó nhìn sự vật mà. Thở ra ví dụ như mình nói cái chỗ mà sình bùn dơ, tại sao vẫn có những con vật nó nằm nó sinh sản trong đó? Vì cái nghiệp của mình là mình cao hơn nó, mình thấy cái chỗ đó dơ, cái nghiệp nó tới đó. Cho nên á, không có cái vấn đề mà mình ăn tỏi rồi tụng kinh không linh. Bây giờ nó ăn tỏi không linh rồi, các người mà người ta không thể ăn chay ngày nào đó, vậy ai tụng linh nó ngay? Mình chỉ ăn rau cải mà chỉ thêm miếng tỏi thôi mà không linh. Rồi các vị người ta cá chiên gà quay mỗi ngày nó tụng linh đâu? Không phải vậy. Cho dù người ta ăn mặn 100% cũng là chuyện bình thường. Đó là tại vì mỗi cái truyền thống của người ta thôi. Mình không ăn được thôi. Nhưng mà nhớ là ví dụ như tùy duyên trong món ăn nó có, thì mình ăn được cái mùi đó thì mình dùng. Không được thì mình cứ nói không được, tại cái nặng mùi là không được. Cái thứ hai, mình không tự ý mình đi mua về. Còn nếu như trường hợp mà ở trong đó nó đã sẵn có một chút chút mình ăn được. Cũng giống như Pháp Hòa, xin thưa đại chúng là từ nhỏ tới lớn là Pháp Hòa không ăn được cái mùi hạnh. Chứ không phải bây giờ Pháp Hòa vô tu để Pháp Hòa đọc trong luật thì giới luật nó không được ăn hành đúng không? Từ nhỏ là Pháp Hòa ăn tỏi hành là không bao giờ có tên. Cho nên từ nhỏ qua là không biết cái chén nước mắm pha ra làm sao, là gì trong đó lúc nào ta cũng bọc tỏi để vô là qua không có ăn được. Mẹ hôm qua mà nấu canh mà để hành lá vô làm rồi có một hồi là có hoài nhớt sập sạch lên là ăn không được. Chứ không phải là bây giờ mà vô tu là có vào mới được. Thì cái mùi đó nó nặng không có ăn được. Giống như người ta vô chợ người ta mua ổ bánh mì chay. Bánh mì chay thì tức là không có thịt thôi, nhưng mà ta cũng vẫn để ra, thì người ta vẫn lấy củ hành cắn người ta bỏ vào. Mà dù khi mình không biết, mình cắn vô một cái mình trúng miếng hành là trời nó đông, nó khó chịu, phải lấy ra. Hay là lỡ mua bia xà chay rau không, nhưng mà trong đó vẫn có củ hành nữa, thì mình phải lấy ra, phải mình ăn không được chứ không thử gì. Nhưng mà không ăn không được thì có bà thấy người ăn được mà cũng chẳng chết. Anh ăn vậy là bến tụng đấu linh đó. Không có. Và thưa đại chúng là mình tụng kinh đó là để mình học hỏi những lời trong đó dạy để chúng ta chuyển hóa phiền não chấp trước của mình, chứ không phải tụng xong rồi mình ra những cái cục này nè, cái cục là ăn tỏi không được, ăn hành không được, rồi ăn thịt trì chú không linh được. Không có. Mình hiểu như vậy, thật sự ra những vị mà không biết là hỏi là đúng, nhưng mà những cái hình thức này là tà kiến chứ không phải hoàn toàn quý vị này. Nhưng những cái câu và giải đáp như vậy, những cái lời chỉ dẫn này, nhưng mà mình nghe mình không hiểu, mình hỏi là đúng, nhưng mà đây là những cái hình thức tà kiến. À, thưa thầy, có đề kinh Thủ Lăng Nghiêm, có đề kinh Lăng Nghiêm, thưa thầy có gì khác nhau không? Dạ thưa, khác. Khác là dù là Thủ Lăng Nghiêm hay là Lăng Nghiêm á, là cái chữ, là một cái tên của một bộ kinh gọi tắt. Cái bộ kinh này nếu nói cho đủ thì phải 19 chữ. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái đề kinh này nói cho đủ là 19 chữ.
nhưng nói tắt là kinh Lăng Nghiêm hoặc là Phủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thôi, nhưng mà đầy đủ tên này là vậy đó: Đại Phật Đảnh Như Lai Phật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Phủ Lăng Nghiêm. Dạ không, năm cái đệ Lăng Nghiêm và thần chú mà mình tụng buổi sáng đó là năm cái đệ đó, là nó nằm ở trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm dày lắm, nó dày giống như cuốn kinh Pháp Hoa của mình vậy đó. Rồi năm cái đệ Lăng Nghiêm là nằm ở trong một phần đó, rồi các tổ mới rút năm cái bài thần chú ra làm một cái đề, một cái nghi thức cho mình tụng buổi sáng. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm nó không phải chú trọng ở năm cái đệ chú đó, mà kinh Lăng Nghiêm là quan trọng nói về cái vấn đề trị tâm, nói về vấn đề những cái hiện tượng của những cái tâm ma mà những cái chướng ngại mà khi chúng ta tu chúng ta gặp. Cái quan trọng là những cái điểm đó, chứ không phải là những cái chuyện gọi là những cái năm cái đệ Lăng Nghiêm này. Bạch Thầy, sáng ngày mai Thầy có hướng dẫn chúng con công phu không ạ? Dạ thưa, là em đã nhận tiền lương tuần cho nên mai sáng em sẽ ra. Kính thưa Thầy, trước đây con thường lên mạng nghe Pháp Thầy giảng không gì trở ngại. Nhưng bây giờ thì quảng cáo quá nhiều trong một bài giảng. Xin Thầy chỉ cho con bỏ quảng cáo được không? Cái câu này là nó out of control. Quý vị hiểu ý không? Dạ tôi như thế này nè, Pháp Hòa là hoàn toàn không biết bất cứ gì một cái gì về cái kỹ thuật gì đó, đây là vi tính hết, không biết gì hết. Ngay cả cái máy thâu này chỉ đi về biết đưa cho mấy Phật tử, rồi họ lấy ra họ làm gì đó, họ làm, họ edit làm sao đó, để lên mạng sao, là Pháp Hòa hoàn toàn không biết. Cái máy chụp hình con không biết xài mà. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ lên mạng là chùa bỏ lên. Nhưng mà có rất nhiều người khác, người ta lấy những cái đó về, rồi người ta quan hệ với YouTube, công ty YouTube làm sao đó để được đăng quảng cáo làm sao đó, thì em có biết ở đâu. Mà bây giờ ở trên đời này, là nếu mà cô lên trên đó, quý vị lên đó, mà bây giờ nó hàng trăm những cái website mà người ta để một bài giảng lên, rồi làm sao mình lấy cho hết. Thì thôi bây giờ theo lời câu hỏi là con bỏ quảng cáo được không? Dạ vô tư. Không thích thì cứ bỏ qua. Mấy giờ? Bữa nay 4 giờ. À, bộ gì mà rồi. Thôi câu hỏi nhiều quá, để mai tiếp. Mai tiếp. Mai người à. Rồi bây giờ mình họp mình một câu nữa là mình nghỉ nha, ăn trưa. Xin Thầy quan hỷ cho con biết, nếu người lập gia đình muốn xuất gia có cần sự đồng ý của người phối ngẫu không? Có không? Không có, thầy lãnh đạn sao? Nói mô Phật, thầy lãnh đạo tinh thần. Và lãnh đạo đâu chưa thấy mà thấy lãnh đạo nữa. Nói lại chúng ở trong luật đó nha, khi mình đi tu á, có 20 câu hỏi. Lúc mà dẫn mình ra hỏi, trong đó có một câu là: có được sự đồng ý của người nhà chưa? Nếu mình là con thì phải có sự đồng ý của cha mẹ.
nếu mình là chồng hay là vợ phải có đồng ý của cái người kia, lý do là như thế nào? Nếu như á, nếu cái mặt thường lệ thôi, nếu như mình không có sự đồng ý mà mình vô chùa mình tu, có thể là do mình hờn anh giận em gì đó, rồi mình đi vô ông này rồi thầy không biết gì hết thì cho mình đi tu, rồi mai mốt ông chồng vô cũng vậy thì sao, hay là bà vợ bà vô bà la làng sao, cho nên không được. Đó là mình nói theo cái đúng cái thực tại nó vậy. Còn nếu mà nói về cái nghiệp duyên, nếu mình chưa trả hết cái nợ cho cái người đó mà người đó không đồng ý cho mình đi mà mình quỵt á, quỵt thì nó cũng có nhiều loại quỵt, ngoài tiền nó còn quỵt tình. Mà nếu như cái người này mà không phải là cái người đồng ý cho mình đi tu á, thì họ oán trách mình. Họ oán trách mình thì họ đời sau họ có sanh ra, họ sẽ là người trở ngại cho mình nhiều hơn nữa trên đường tu của mình. Cho nên đời này tại sao mình đi tu mà mình cứ gặp nhiều cái trở ngại của cái người phối ngẫu mình, mặc dù mình không phải đi luôn, chỉ đi một khóa tu thôi, mà họ cũng không vui, rồi họ có những thái độ về nhà thế này đó, là gì? Vì mình không có trọn vẹn rồi mình làm cho họ phiền não họ sanh. Đôi khi á, mình tham tu mà mình quên á, độ ai chưa biết mà người nhà, người thân của mình đã phỉ báng, đã không vui với cái đạo của mình theo là mình đã gặp rồi. Cho mình tu làm sao mà để người khác cũng cùng cảm thông với mình, thì cái chỗ đó mới gọi là đạo cảm thông, không thể nghĩ bạn. Nên nếu mà mình không có, sao nói hay vậy? Này là cũng thường thiếu khách Chợ Đen lắm. Để hôm nào Hoàng kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà quỵt tình. Dạ, phim mà nhiều tập mình xin hết lúc này. Chúng con tụng kinh và nghe pháp bằng ngôn ngữ Việt. Đến khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bấy giờ chúng con dùng ngôn ngữ nào để tụng kinh và nghe pháp? Cảm ơn câu hỏi rất là hay, nhưng mà em chưa lên trển. Anh không biết anh đã dùng tiếng gì. Thưa đại chúng á, nếu mà nói về ngôn ngữ âm thanh, chúng ta là người Việt, chúng ta nói tiếng Việt, người Mỹ nói tiếng Mỹ, người Pháp nói tiếng Pháp, cho nên nước nào nói tiếng nước đó. Nếu đơn giản thôi, mình đi qua nước người ta thì cũng phải học tiếng người ta để cho mình còn gọi là communicate được rất nhiều. Nó mình nói đơn giản vậy thì lo chi chuyện đó, lo mà niệm Phật, cái quan trọng là lên đỉnh được không, ở là lo ngôn ngữ nói gì, lên đỉnh nói không, mới lo cái chuyện ngôn ngữ. Còn nếu mà lọt lên tới đỉnh rồi á, thì tự Phật Di Đà sẽ sắp xếp cho mình đi học kia theo. Phật là người bảo lãnh mình, thì phải chịu trách nhiệm sponsor cho mình. Cũng giống như hồi mình mới qua nước Úc thì cái nhà bảo trợ phải lo kiếm nhà cho mình ở, chứ không biết nhà đâu ở. Đừng có lo chuyện đó, ráng làm sao mà đủ quality lên trển. Mà đến khi mình đủ quality rồi đó, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ có, trong một sát na lìa ngũ trượt khoảng tay co duỗi đến liên trì, trong ao sen nở thấy từng cô, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
Cho nên mình về đến trển rồi á, chư thiên chư thánh đổi nhạc rước vào. Đó là mình nói chuyện cõi Cực Lạc đó. Rồi khi mà tới đó rồi thì Đức Phật Di Đà phải chịu trách nhiệm chỉ cho mình chỗ ở. Rồi đâu hỏi con có biết tiếng ở đây không? Lúc đó mình sẽ ngu ngơ. Thì Phật à, nhỏ này không biết. Cho nó vô học kia xem. Không chừng Phật Di Đà còn mở lớp. Mở lớp dạy cho những người newcomers để cho phù hợp với Phật Cực Lạc. Tại là ông bà nói nếu tình sự, nếu đứng trên sự tướng mà nói, còn nói đứng trên những đạo lý, ngôn ngữ nào nói ra cũng không ngoài ngôn ngữ của ta. Ví dụ có bà muốn đưa cái khăn mà có bà nói được là mời chú dùng khăn, nhưng bây giờ không bà biết nói và đưa cái khăn, người ta cảm nhận được không? Cảm nhận được. Tại vì cái tâm mình đưa mình, nếu mà mình muốn express chút nữa, chỉ là biết gì. Ở trên có bà mới kể chuyện này ở bên gia đình. Ở chùa có bà có mấy bà cụ ở chùa coi chùa, khi có bà đi vắng, mấy anh đệ tử này tới gõ cửa hỏi thái que thái, mấy bà đâu biết que là gì, chỉ nghe từ chữ thầy thôi, chỉ ra đường nghĩa là thầy đi rồi. Mấy ảnh mới thấy nhìn tới nhìn lui bãi đậu xe, thấy xe của thầy là sao tới thầy đi, ảnh chỉ ngược là chỉ xe này. Bà cũng hiểu ý luôn. Bà nói anh có xe thầy ở đây mà sao bà có nhắc. Bà có thầy đi vắng. Quý quá. Bà nằm dài ra đây. Bà chỉ ra đường. Ông Tây hiểu rồi. Thầy đi lộn đất ngang. Còn không nữa không? Có bà, có một bà cụ đi ra ngoài sân phơi cái khăn, phơi xong thì cái cửa quên lấy, quên anh bóp cái cửa thì cái cửa nó dập vô, cái nó khóa cửa vô được. Thì bà mới nhớ trực lại là bà đang mở lửa hâm cái nồi canh, bây giờ như vậy là làm sao. Bà đi qua nhà hàng xóm mà bỏ cửa răm 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 cửa, hàng xóm mở cửa ra mà không nói gì hết, mà đẩy chủ nhà qua bên. Bà đi thẳng vô bếp, bà luôn có trong cái bếp nó có cái nồi, bà bưng cái nồi bà để lên trong bếp. Lửa cháy. Thế là không chủ nhà hàng xóm biết bà này đang bị lót cửa và cái nồi trong nhà cháy. Gọi dùm đứa con bà trở về mở cửa dùm cho bà. Cứ nhìn thấy già chứ ngôn ngữ còn siêu nhiệt. Ở bên Canada nó có một cái chương trình là hockey. Quý vị biết hockey không? Đánh cái game hockey luôn lắm. Ở xứ tuyết thì nó có cái game. Mà theo cái chương trình mà mỗi lần mà như vậy á, là sẽ có cái lễ chào cờ. Cái bữa đó cái cô đó cũng vô cũng thi quốc tịch. Người ta mới hỏi chứ when is Canada Day, là ngày quốc khánh Canada là ngày nào? Bảo nhân cái quý quá, cái đứng vậy ô Canada, bà hát cái bài chào cờ của Canada vậy mà bà đậu đó. Thì cái ông giám thị nó hỏi tại sao you biết, bà nói I watch hockey. Canada phái nó bà này nhân member Canada thứ thiệt member hockey. Bà cụ khác vô hỏi thủ tướng Canada tên gì, bà có nhớ còn nó nhắc cái gì mà mấy đứa con nhà mình nói ai đi ăn á, tại vì cái ông thủ tướng Canada ông tên là John A. McDonald. Nó muốn nhắc cái tiệm McDonald á, nó nói cái tiệm gì mà con nhà mình hay đi ăn á. Bà
ai cũng nhớ chữ đó, ta nói oh I know hamburger. Thế là bỏ đậu. Người ta mới hỏi cái anh ta mới nói tôi cho má vô đậu là tại vì tôi sợ má vô nói một hồi nó ra biết ngắt. Yeah, and fries. Ở nước Úc gọi là chips. Đừng có lo lên, chả phải nói tiếng gì nha. Ở dưới này á, mình còn xài ngôn ngữ của thế gian cho nên còn thiền nhận bắt lỗi nhau từng chữ từng thật. Chị đừng nghĩ rằng ngôn ngữ này lên cho nó nói được. Tại vì ngôn ngữ này là ngôn ngữ chúng ta quy định và chúng ta sẽ bị chấp trước với ngôn ngữ này. Ở cõi cực lạc còn là pháp âm. Bây giờ có một ví dụ thôi, đơn giản. Thí dụ bây giờ ở thế gian mình ở ngoài đời, mình gặp bạn bè, cái cách mình nói chuyện bạn đời có khác không? Một khi mình bước chân vô chùa mình nói chuyện với bạn đạo có khác không? Có một ví dụ như thế. Thì đây chúng ta hiểu rằng ở thế gian này chúng ta nói ngôn ngữ gì? Không phải, vì ngôn ngữ này còn nhiều khổ đau. Nói trịnh một chút là bắt lỗi. Ví dụ ta nói chị em cho chị này nè, xin lỗi nè, tôi đâu có cần đâu cho. Phải nói là ôi xin lỗi em tặng chị. Mà thật sự chữ tặng, chữ cho nó cũng nghĩa thôi. Cái nào mình muốn lấy mà. Nhưng mà hãy chữ cho bộ tôi nghèo đói gì sao phải cho. Phải nói là tặng chữ con cái chữ đó còn cho em. Dạ, mời bác ăn cơm, dạ không. Cháu mèo mới ăn chứ người chỉ dùng. Nhưng người ta nói đơn giản là ăn cơm. Mình chữ nghĩa mình đó là người thì phải dùng cơm. Còn cháu mèo nó mới ăn à, thế là nó thật buồn. Cho nên rốt cuộc là thôi về đi ha. Cho nên nếu mình nói ở cái ví dụ như vậy để chúng thấy ngoài đời, khi chúng ta sống ở đời, chúng ta chơi với đời thì chúng ta nói những từ khác. Ví dụ mình đi chơi với bạn uống cà phê, uống rượu gì đó. Sao? Khỏe không? Anh với tôi đi làm chầu thôi. Có bao giờ quý vị nghe trong chùa nói chuyện đó? Thầy khỏe không thầy? Xuống dưới con nấu có lẩu chai xong rồi thầy với con xuống làm chầu. Chùa không có xài chỉ một chầu. Thì mình nói ví dụ như thế thì mình sẽ hiểu là thế gian xài ngôn ngữ khác, trong chùa xài ngôn ngữ khác. Thì ta bà ngôn ngữ này chúng ta được ở trở không xài được chữ nào. Vì chữ nghĩa của chúng ta là chữ nghĩa còn chấp trước khổ đau hệ lụy phương mắc. Còn nếu nói nữa là biết về trở nổi không? Bây giờ thôi câu hỏi cuối nha. Bàn thờ nhà con có ba ngang, con thờ Phật ở trên cùng, giữa thờ gia tiên, còn ngăn cuối để kinh sách và chú mỏ. Vì con được nghe giảng nói đã thờ Phật thì không cần thờ thổ công thổ địa nữa, nhưng có người nói là để cấm như thế là để chờ rất xấu bàn thờ, à để thờ rất xấu bàn thờ không được để trống. Vậy con xin thầy giảng cho con hiểu ạ. Tại sao không được để trống? Xấu thôi hả? Thưa đại chúng, không có lỗi gì trong việc chúng ta để trống một ngăn nào ở bàn thờ. Những cái hiểu như vậy Phật giáo gọi là tà kiến. Chữ tà là lợp chứ không có ý chê trách mình là ma, là quỷ, là tà gì hết. Chữ tà là lợp thôi. Chữ chánh là ngay. Tà kiến nghĩa là mình có cái thấy sai lợp về đạo. Chánh kiến là chúng ta thấy đúng đắn sự việc. Một cái tủ thờ ở trên thờ Phật, dưới ông bà thì tủ đó để trống có sao đâu. Có ai quy định là cái tủ đó phải để cái gì? Bây giờ ví dụ mình có 5 phòng ngủ,
Hồi xưa con mình ở chung nhà đó, 5 phòng đầy, bây giờ nó ra riêng hết, 2 vợ chồng xài có 1 phòng, còn 4 phòng kia dư, hỏng lẽ không được để trống, ông ngủ 1 phòng, bà ngủ 1 phòng, mỗi đêm chia nhau, lần 2 phòng ngủ. Không có lý lẽ. Rồi quý vị thấy á, bây giờ mình nói là để trống như vậy, không được để trống thì mình thấy nó có cái đạo lý gì đó không có. Cho nên mấy cái này đừng quan tâm. Nhưng mà thí dụ bây giờ quý vị khổ cái là hiểu như vậy, lúc nào cũng đi truyền bá cái này thì tội cho những người mà không biết gì hết để cứ nghe. Cái này gọi là gì? Nhất manh dẫn buồn manh. Một người buồn dẫn theo nguyên đàn buồn. Mà nếu ngày nào mà chúng ta còn hiểu cái kiểu Phật giáo như thế này thì tội nghiệp không? Đạo Phật làm sao phát triển được? Vì người ta nhìn đạo Phật một cách rất là kỳ cục. Kỳ cục từ cái chỗ để tránh một cái bàn thờ, kỳ cục từ một cái chuyện lạc vặt trong cuộc sống hàng ngày. Thì rốt cuộc người ta mới nói là đạo Phật là mê tín. Vì sao là mê? Bởi vì chúng ta cứ tin những gì mà nó không có lý lẽ thì chúng ta gọi là mê tín chứ gì đó. Cho nên đừng có bận tâm với cái gì. Và quý vị cứ nhớ là mục đích chính yếu của đạo Phật không phải chỉ thờ cúng bái lại. Mục đích chính yếu của chúng ta là học Phật, hành theo lời Phật để an vui giải thoát trong đời này, rồi tạo cái đủ cái phước nghiệp thì chúng ta gọi là nếu có kiếp sau mà tin có kiếp sau thì nó trong tương lai, còn ngay đời này chúng ta có an lạc, chứ không phải để chúng ta đi vào một cái đạo Phật để rồi chúng ta khổ đau hết dọn bàn thờ này tới dọn bàn thờ kia. Nội cái thờ Phật không khổ, người thì tới nó khổ, con đừng có thờ Phật Thích Ca. Tại vì Phật Thích Ca chùa mới thờ thôi chứ cư sĩ tại gia thờ không được. Thế là ông Phật Thích Ca vô chùa rồi, rồi thỉnh Quan Âm về để thờ. Mai chiều có người khác, ô cha tại sao con thờ Quan Âm đứng? Con biết Quan Âm đứng rồi con khổ không? Đứng phải khổ. Thèm chi lúc này từ ngày thỉnh bà về sao con khổ quá. Con liên quá, thỉnh bà đứng được không? Về chùa con thờ thỉnh bà hầu về nữa. 3 tháng sau có người khác vô nói, trời đất ơi sao con thờ ngồi? Con thờ ngồi mỗi lần con khổ con kêu nó ngày đứng dậy hơi lâu biết không? Có một đức Quan Âm mà Quan Âm không kêu với mình. Tất cả những cái quan niệm đó đều là những cái quan niệm tà kiến. Kiến nó có kiến là cái thấy, mà cái thấy này nó có 5 thứ: tà kiến, biên kiến, biên kiến là thấy. Kiến thủ kiến, mình chấp trước những cái gì mình thấy biết. Giới cấm thủ là những cái gì mà chúng ta gọi là giới, là chúng ta không biết nguyện chuyển tùy duyên mà cứ chấp trước vào những cái giáo điều đó. Còn cái thứ năm là tà kiến, là cái thấy thật lại. Biên kiến là thấy con thấy con. Cho nên đó, đứng trên cái căn bản phiền não, nội cái thấy của chúng ta thôi. Đức Phật đã nói chúng ta có 5 cái thấy mà để chúng ta có khổ đau, có phiền muộn. Đó là biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Rồi chưa nói là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi. 5 cái trên cộng với 5 cái này gom lại là 10. Và chính 10 cái này nó là 10 cái sợi dây nó trói mình, gọi là triền phượng. Nó trói mình, rồi nó làm gì nữa, nó sai sử mình. Cho nên cái phiền não gọi là thập triền. Mà nó sai sử mình trong khổ đau, phiền não là sử. Cũng là nó. Nhưng mà ở cái trường hợp mà nó sai sử mình thì kêu là thập sử. Ở cái trường hợp nó làm cho mình phiền muộn gọi là thập triền. Và chính vì vậy mà mình muốn cái này thì mình không thể tới cực lạc được. Cho nên Kinh Di Đà nói, cách đây quá 10 muôn nước cõi có một thế giới tên là cực lạc.
Vậy thì quá một vô ức là gì? Đó là người cái này tham sân si mạng nghi, ác kiến, thiện kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến giới, cấm thủ. Mình vô thường người cái này là mình tới cực lạc Tây Phương. Cho nên Kinh Di Đà nói quá 10 vô ức cõi. Tại sao nói 10, nó có tới 10 vô ức? Bởi vì mỗi một cái gì mà chúng ta muốn vượt được nó, chúng ta phải tu tập chịu. Nói cái chuyện mà tham thân tu tập ghê lắm không? Nhiều lắm. Chưa nói là sân, chưa nói là si mà những thứ khác. Cho nên vượt 10 cái đó thì tự nhiên tới được cực lạc. Vậy cực lạc có thật, nhưng mà thật có những ai vượt được 10 cái này đó, chứ không phải dễ tới à. Chứ mà có thật, mà có thật với ai vượt 10 cái đó. Mà thật sự là khi vượt 10 cái này rồi thì tự nhiên tâm mình an tịnh. Mà ngay cái gì lúc an tịnh là cực lạc mình đã hiện tiền. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc vốn tâm thành. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt được. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặng không liền trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Trên cái chỗ mà ta bà cực lạc, nó chỉ ở bằng cái tâm niệm của sanh. Hồi nãy là con đang buồn giận là địa ngục. Bây giờ trở lại cái trạng thái an vui là cực lạc, là thiên đường. Cho nên cái cảnh giới đó, cái còn gọi là tịnh độ đó, nó tùy theo quốc độ. Kính bạch thầy, con có một ý kiến xin trình bày. Làm sao để chúng con phải biết phân biệt giữa tu sĩ và những người xuống tóc đoản kỳ để cho tiện xưng hô? Quý vị hiểu câu hỏi phải không? Đó là những vị tu đây tạm thời đi xuất gia vậy nè, rồi cái xin phủi cái tóc. Ồ chà, có nhiều người phủi tóc rồi nhìn thấy phương phi đẹp lắm, nhìn như sư bà vậy đó, nhìn như ni sư vậy đó. Thì mình đi tới mình đâu biết đâu. Đừng nói ai, ngay cả mấy anh Phật tử đó, xuống tóc rồi thì các thầy mà lần đầu tiên tới, mấy anh chạy ra bưng vali rồi vậy đó. Cái mấy thầy nói dạ dạ con không dám, xin thầy để cho con. Mấy anh mới nói dạ dạ không, con chỉ giới tử thôi. Để kể câu chuyện. Có một năm đó, có một cái bà bác Phật tử đi xuất gia gieo duyên. Ồ, phủi tóc đồ xong rồi, Pháp Hòa thấy lột hết xuống rồi, cất rồi. Cái tự nhiên ngày hôm sau thấy đeo đôi bông vô. Cái Pháp Hòa mới nhìn. Cái không lẽ, có lẽ bác hiểu ý Pháp Hòa hay sao á. Cái bác nói, còn biết thầy đang nghĩ gì á. Nhưng mà con cũng có, con có ý riêng là tại vì con cạo tóc xong rồi á, ai gặp con cũng kêu con sư bà hết á. Con nói thôi để con đeo đôi bông vô, để cho người ta biết con là háp háp. Rồi ở đây á, trong cái đạo tràng của mình là có một cái cô đó, cổ rất là giỏi về mai mấy cái nón. Cổ mai cái nón mà nó xếp vải vải xếp sao, ở trong nó có cái búi như cái búi tóc vậy đó. Trời ơi, đeo vô nhìn y như duyệt tuyệt sư thái. Thưa đại chúng, là thật sự ra nó không có phân biệt được. Chỉ trừ khi nào những vị đó cái nét đẹp của người đời nó còn nhiều thì mình có thể biết là vị này là một người tập sự thôi. Còn những người mà đơn giản bình thường á, nhìn khó lắm, thì tự mình phải giới thiệu thôi. Ví dụ như quý thầy đến lần đầu tiên á, Pháp Hòa gặp á, thì Hòa con nói dạ bạch thượng tọa, bạch thượng tọa. Cái mấy vị nói dạ không, con lớn xác chứ con mới lắm. Nghĩa là lớn xác thôi chứ chưa phải là lớn trên đường tu. Đó. Thì có những vị, cho nên cái tự mình giới thiệu, nói dạ thưa con không phải thôi, chứ còn không có cái cách gì phân biệt. Trừ khi nào còn không nữa đó, thì mình phải để ghi trên cái bảng, trên cái áo mình, giới tử. Còn không mình phải đặt một cái logo riêng. Đặt một cái logo riêng. Còn không mình quy định ai muốn phủi tóc cũng được, nhưng mà chừa một giá.
Pháp Hòa nghĩ cái slide này được á. Mai mốt bác nào 70 tuổi, 80 tuổi, cô chú nào vô xin phủi tóc rồi đấy, không cho phủi hết, trường chỏm. Làm chú tiểu trong 10 ngày. Được không? Cái này đẹp á. Thôi thì thưa đại chúng, như thế này, thật ra thì chiều nay đó thì Pháp Hòa lên sinh hoạt với đại chúng cũng như là có bị gì, đây là cái bữa gặp mặt cuối của Pháp Hòa trong khóa tu này. Thì Pháp Hòa chỉ muốn lên thăm đại chúng cũng như là hỏi thăm sức khỏe của đại chúng và đồng thời có lời tán thán công đức của tất cả đại chúng xa gần đã không có quản ngại đường xa cũng như công ăn việc làm. Nói chung là quý vị gác hết tất cả các duyên đời về đây chỉ làm một duyên thôi, đó là duyên tu, phải không? Ở ngoài đời mình đủ thứ duyên hết á, đi làm nè, lo gia đình nè, mà suốt 10 ngày nay quý vị hầu như không còn biết bữa nay là ngày mấy, thứ mấy nữa. Chỉ có điều thầy ổng lên ổng nói ngày mấy, mình nghe ngày mấy vậy thôi, hầu như mình không còn nhớ ngày giờ gì nữa hết. Như vậy rõ ràng là 10 ngày này mình đã gác hết các duyên bên ngoài rồi để mình vào trong này, mình làm những cái duyên của một người tu. Thì còn có 3 ngày nữa thôi, mà nói 3 chứ đúng ra là 2 nữa thôi, chứ còn ngày 10 là nửa ngày là mình đã xong rồi. Thì Pháp Hòa rất mong 2 ngày còn lại đại chúng hãy thương cho cái con đường tu của chúng ta mà tự mỗi người nỗ lực lấy. Không cần ai phải nhắc nhở ai nữa. Mình phải tự ý thức thật cao. Mình chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Thưa đại chúng, quý vị biết nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Nếu mình chỉ còn 1 ngày nữa để sống, mình phải làm gì? Nhiều khi mình đặt cho mình một câu hỏi như vậy, cái tự nhiên mình khép mình. Mình sẽ khép mình ở trong cái phương diện tu hành. 10 ngày tu này thật sự mình nói là dài, không dài so với một năm, càng không dài so với một kiếp người 36.000 ngày, 100 năm. 10 ngày này không là gì hết. Cho nên nếu mình lơ là hết, lơ là hết một ngày. Cho nên bắt đầu mình phải tự nói với mình, quý vị đừng ngại trong tất cả mọi công việc làm. Những việc làm mà quý vị đang làm trong khóa tu đều là tu hết. Tại vì chính cái khi chúng ta làm đó, tức là chúng ta lập công bồi đức, chúng ta tạo cái phước cho đời mình trên con đường tu tập. Không có cái gì qua phước hết. Người có phước là có tất cả. Người có phước là thuận duyên tu học đầy đủ thiện căn. Còn mình không có phước thì thiếu này hụt kia. Cho nên nếu mà được phục sự cho đại chúng, đó là phước của mình, chứ không phải là mình vô đây mình làm công làm mọi cho ai hết. Mà mình đi đến đây để mình được cơ hội. Đâu có dễ gì mà được một cái thời gian mà service đại chúng suốt 10 ngày như thế này. Không dễ đâu. Quý vị thấy không? Người ta phải bay suốt ngày qua đây để mà cho mình làm cái công việc là tìm phước từ nơi họ. Thành thử ra Pháp Hòa thăm đại chúng. Còn những câu hỏi này Pháp Hòa sẽ trả lời với quý vị trong một cái buổi pháp nào đó của Pháp Hòa. Tất cả câu hỏi này Pháp Hòa sẽ giải. Còn hôm nay thăm đại chúng, trước hết là cảm ơn quý vị đã dành thời gian về đây tu tập. Cái món quà và cái đóng góp lớn nhất cho đại chúng không phải chỉ ở tài chánh cúng dường xây dựng, mà đóng góp lớn nhất của đại chúng đó là sự tu tập của đại chúng. Tại vì chỉ có sự tu tập của đại chúng nó mới tạo ra được cái năng lượng, nó mới chế tác ra được cái năng lực bình an để bảo hộ cái đạo tràng này. Và sự thành tâm tu tập hàng năm của đại chúng nó mới làm cho đạo tràng này vững mạnh. Nếu mình có xây bao nhiêu tòa nhà đi nữa mà không ai tới tu, hay là tới đây chơi nhiều hơn tu, thì nó cũng sẽ uổng lắm. Cho nên cái đóng góp lớn nhất của đại chúng là quý vị ráng làm sao mỗi năm về đây một lần. Thấy không?
Thưa thầy, cho con hỏi, nếu con đi thỉnh một món gì tại chợ, con có nên trả giá hay không? Giờ qua tới làm ăn. Thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa nói không là không được, mà nếu Pháp Hòa nói có là cũng không được. Nếu có mà mai mốt quý vị đi trả giá sát gián, trả giá mà ép người mua ép người bán, thì quý vị cái bà mà bán ta nói nói tại thầy tôi biểu tôi vậy là chết. Thật sự ra đó, ai đi mua đồ đều biết là người bán có lời. Mình có quyền trả giá, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ trước khi mình trả giá. Cái món hàng đó, nếu trong lòng mình cảm thấy giá này phải chăng, mà mình vẫn muốn trả giá, thì hỏi là bây giờ tôi mua món này chị có bớt thêm được chút nào không? Thì cái câu đó là nhẹ nhàng nhất. Còn ví dụ như người ta đem nguyên một cái đồ nó thật là tốt gì, mình trả giá một tí tà với người ta nói. Quý vị biết cái vụ trả giá không? Có cái ông cư sĩ, ông gần chùa, mà cái ông này cũng lý sự dữ lắm. Thì có bữa nọ ông vô, ông ngồi, ông thấy là ai vô hỏi đạo hòa thượng mà sao cứ chị giơ tay không à. Thì cái bữa nọ có một cái ông bán đậu hũ á, ông vô chùa, ông bán ế mà. Ông vô chùa, ông mới đưa một ngón tay, phải không? Thì hòa thượng đưa ba ngón tay. Ông không chịu, nói năm ngón tay. Cái hòa thượng đưa hết vòng. Thì xong rồi hai người hiểu nhau sao không biết. Lát nữa người khác vô hỏi, ủa hai bên nói gì mà quơ tay quơ chân vậy? Thì ông hòa thượng, ông tàu hũ á, ông mới trả lời, ông nói á, bữa nay tôi bán ế, tôi vô tôi hỏi hòa thượng mua một miếng không, phải không? Thì hòa thượng tôi mới ra giá với ổng là một miếng 3 đồng. Ông hòa thượng đưa 3 ngón tay. Xong rồi tôi mới nói là mua nguyên mâm, ổng mới nói 5 đồng. Thì cái ông này ổng chuyên môn bán đậu hũ mà. Rồi ổng đi ra, lát người khác vô hỏi hòa thượng nãy ông đậu hũ hỏi gì mà hòa thượng trả lời, ổng nói ông đậu hũ vô ông nói một người muốn tu tập phải làm gì, ông đưa một, tôi nói phải thoát khỏi tam sân si. Tại vì hòa thượng nghề hòa thượng là trả lời Phật pháp, ông tàu hũ thì nghề làm ăn. Một miếng mấy đồng? Miếng 3 đồng. Ông hòa thượng thấy 1 đồng một miếng, tưởng một người muốn thoát khỏi luân hồi làm gì, vượt tham sân si. Ông đưa nguyên mâm, vậy muốn ra khỏi tam giới làm gì? Giải thoát. Chơi nghề nào đó trong đầu dính cái đó. Pháp Hòa ở chùa có cô sư cô Pháp Tịnh đó, bây giờ cổ mất rồi, cổ rất là vui và dễ thương lắm. Con bữa nọ có ông Phật tử Hàn Quốc vô chùa, thì cô mới mời ông Hàn Quốc uống cà phê, mà cô không biết làm sao cô mời. Cô mới cầm ly cà phê, cô quậy quậy, cô đưa về, ý cô hỏi là muốn uống giống vậy ông tôi pha. Ông Hàn Quốc tưởng cô mời, bưng liên nguyên cà phê cô đang uống, uống hết. Tại vì người ta đang uống cà phê, mình chỉ cần quơ về ta hỏi mình uống cà phê. Khi mà cô lẫn á, cô hơi quên á, mấy đứa nhỏ nó vô nó hỏi, cô còn nhớ con không? Mày làm với tao khùng vậy đó. Trả lời vậy ai biết là cổ biết gì phải không? Con tên gì? Thì mày nói trước đi tao nói theo. Xin thưa thầy, có website nào của thầy vấn đáp bằng tiếng Anh để cho những đứa trẻ không biết tiếng Việt? Quý vị cứ vô YouTube bấm thầy Pháp Hòa English thì nó sẽ ra tất cả những bài tiếng Anh. Thầy Pháp Hòa mà thêm chữ English phía sau. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con làm sao thực hành từ bi cho đúng như lời của Đức Phật. Nơi chỗ làm việc của con, vì lợi lạc của cuộc sống họ tham lam tranh giành,
Nếu có đem tất cả kinh nghiệm mà có được và hướng dẫn tận tình cho họ thì lòng tham lam tranh giành của họ càng ngày càng nặng nề hơn. Đó là sự băn khoăn rai rứt của con, làm sao để con sẽ không là người ích kỷ và con có thể thực hiện đúng như lời Phật dạy. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con thực hiện được pháp môn từ bi. Khi mà trong một cái việc làm của mình á, mình chỉ hay là mình không chỉ, thí dụ mình không chỉ cũng chưa hẳn đó là ích kỷ, nhưng mà mình có cái trí để quán soi cái đương sự học và cái sự việc mình chỉ và cái thời cơ mình nói, để mình làm sao, như ví dụ như vị Phật tử này nói là mình biết là cái người này có rất nhiều lòng tham. Vậy là mình biết họ có lòng tham là mình nhận ra rồi. Mình nhận ra được cái khó khăn ở nơi vị đó rồi. Thì dù cho mình không có chỉ cái gì đó, cũng không phải từ cái tâm gọi là tâm ích kỷ nhỏ nhoi của mình, mà mình biết rất rõ khi nào mình sẽ ứng dụng cái nào trong mọi việc. Ví dụ như mình có những người đệ tử hay những đứa con, có những cái tới lúc mình sẽ nói mà có những cái mình chưa nói. Mình không nói không có nghĩa là mình có cái tâm thiên vị hay là mình ghét bỏ gì đứa con đó, mà mình hiểu được cái bản chất đứa con đó. Mình không thể nói điều này tại vì nó có tánh tình như thế này thế kia. Mình nói mà tất cả đều lưu sức từ cái tâm của mình. Có nhiều người đến hỏi Đức Phật những câu hỏi mà Đức Phật không có trả lời. Không phải vì Đức Phật gọi là coi thường người đó mà không trả lời, mà vì Đức Phật biết rằng người này chưa đến lúc để nghe câu trả lời này, vì có thể tăng thêm cái sự gọi là tăng thượng mạng. Thường thường con người mình ngã mạng là đã khổ rồi phải không? Mà tăng thượng mạng nghĩa là tăng cái ngã mạng này nó thêm nữa thì không nên. Cho nên cái sự im lặng của Đức Phật không hề có ý khinh khi, mà Đức Phật biết rất rõ vị đó nên làm cái gì, nên nói cái gì với vị đó. Thì có lần cái ông đó cũng lên ông hỏi vậy đó, thì Đức Phật mới không trả lời. Thì ông mới nói với Đức Phật là hôm nay tôi hỏi thầy là ngày lần cuối mà ngài không trả lời tôi là tôi sẽ đi không tu với ngài nữa. Thì ngài mới hỏi là khi mà thầy đến đây tu với tôi, thầy có điều kiện gì không? Nên là không. Thì hôm nay có một số tôi không trả lời, thầy cũng đừng đặt điều kiện với tôi. Thì quý vị biết là có một lần đó đó, các thầy tập trung lại để mà thọ, để mà tụng giới, mà chờ từ trưa cho đến tối Đức Phật không hề nói một câu nào. Các vị đều rất là ngơ ngác. Thì cuối cùng vị đó, trong nhóm đó có một vị đó đi ra, thì Đức Phật mới nói rằng nãy giờ có vị đó đây cho nên tôi không nói điều đó. Thì quan trọng là mình nhìn vào cái tâm của mình. Thí dụ như người thật đáng chỉ mà mình không chỉ vì mình sợ người đó hơn mình, cái này là có thể gọi là ích kỷ đó. Nhưng mà ở đây mình quán triệt được cái tâm tánh của mỗi người, mà mình chỉ họ đến mức độ nào, và cái có thể cái điều đó mình sẽ chỉ cho người khác chứ mình không giấu. Thì đâu có, nếu mà cái điều đó mình giấu hết tất cả mọi người thì cái đó khác. Còn ở đây là có người này mình không chỉ mà có người kia mình chỉ. Thì ở đây mình quán thấy được bản chất. Quý vị để ý trong phim á, họ hay kể những câu chuyện là khi người thầy dạy võ đó, có những chiêu mà nó rất là ác. Người thầy không bao giờ chỉ cho cái người đệ tử đó, tại vì người đệ tử đó có cái tâm địa không lành. Thì ông thầy cũng sợ chỉ cái pháp này nữa đó, thì có ngày gây họa là vì cái tâm người này phối hợp với cái pháp này nữa, thì coi như là tăng trưởng cái pháp ác. Tâm vốn đã ác rồi, cái đây là cái pháp ác. Thí dụ như mình biết cái đứa con mình nó nóng tánh đó, đừng dạy võ nó. Mà nếu muốn dạy võ cho nó là phải chỉ cho nó ngồi thiền cho nhiều, và làm sao để nó hiểu rằng võ không phải để học đánh người. Thường thường học võ không có ai dạy cho mình cái căn bản đầu tiên là học võ để đánh người hết á. Mà cái người biết võ chừng nào thì lại bảo vệ người khác, cũng như là để dành tự vệ và bảo vệ người, chứ không bao giờ nghĩ là học võ để đánh người. Cho nên
cái điều này nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Và ở đây dựa theo câu hỏi của cô mà Pháp Hòa trả lời thôi. Tức là khi mình không nói gì người đó không có nghĩa là mình xấu với họ, nhưng mà mình có đủ tuệ để mình nhận ra là mình nên nói gì với người đó, chỉ gì cho người đó. Nhưng mà qua người khác mình sẵn sàng chỉ cái cách đó, vì mình biết người đó không có tánh đó. Để làm sao mình quân bình trong cuộc sống, và tất cả các pháp mình ứng xử trong cuộc đời này không có gì ngoài lòng từ của mình. Nếu mình làm mà mình biết từ cái lòng từ mình là nó khác, mà thậm chí mình không làm điều đó cũng vì lòng từ mình không làm, vì mình nói càng nhiều thì cái vị này sẽ tăng trưởng cái pháp xấu nơi họ càng nhiều hơn, thì không nói. Có những điều á, mình không nói với họ không có nghĩa là mình không thương họ đâu. Vì mình biết nói ra như vậy là họ sẽ không có thêm cái thiện pháp ở nơi họ. Cho nên là thưa đại chúng, mà đây là tùy theo cái tâm của mình ha. Thôi câu hỏi cuối nè. Chúng con Bồ Tát tại gia, hàng tháng chúng con đọc giới chung với tăng ni vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, như vậy có tội hay không, hoặc đúng hay sai? Dạ thưa, cái này không có sai mà cũng không có tội. Thứ nhất, điều này nếu mà đúng hay sai là do tăng ni quyết định. Nếu mà tăng ni đã cho thì mình đâu có gì không được. Mình là cư sĩ tại gia, phải không? Mà chư tăng ni đã cho mình được tham dự thì có lỗi. Nếu thí dụ thì không đúng mà có lỗi là lỗi ở trên. Các vị biết sai mà vẫn làm, mà mình đâu biết gì đâu, mình chỉ làm theo. Nhưng mà còn ở đây là hoàn toàn không có gì không đúng hết. Bởi vì hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, giới Bồ Tát là cái gì giới? Là thông giới, là tại gia và xuất gia cũng đều thọ chung một cái giới đó. Cho nên đặc biệt là Bồ Tát giới tại gia và Bồ Tát giới xuất gia tụng giới chung. Nhưng mà khi tới cái phần tụng tỳ kheo á, là các vị cư sĩ phải ra ngoài. Mà thậm chí tỳ kheo ni cũng không được tham dự giới của tỳ kheo. Tại sao? Tại vì nó là cái giới, nó là biệt giới. Tỳ kheo ni thì tụng giới của tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng thì tụng giới tỳ kheo tăng, chứ không thể ngồi chung được. Cho nên duy nhất chỉ có Bồ Tát giới, đây là tất cả mọi người chung một cái giới, cho nên được đọc giới chung. Hằng ngày sáng đọc sám hối, tối kinh Di Đà hoặc những kinh khác. Như vậy con hồi hướng về Tây Phương nguyện vãng sanh cõi Di Đà có được không? Hay là sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tối tụng Di Đà mới được hồi hướng vãng sanh? Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Sáng làm ở hãng, tối chạy pizza, lãnh hai lương bỏ chung một băng được không? Thôi rồi vậy được rồi phải không? Sáng đi giữa neo, sáng đi giữa neo, chiều đi rửa chén, lương lãnh ra bỏ chung băng. Không cần phải nói account này của neo, account này của rửa chén, tất cả đều là tiền, bỏ chung vào account được. Tất cả phước thiện nào mình làm đều hồi hướng chung cho mục đích. Pháp Hòa thưa đại chúng, quý vị nghe câu này. Thí dụ mình tụng nè: Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn, tụng kinh A-di-đà, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Ngày mai không phải tụng kinh Di Đà nữa, lại tụng kinh Pháp Hoa, cũng đọc y vậy không? Thì vậy thì hồi hướng chung chuyện rồi, phải không? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này vãng sanh khỏi an lạc. Thì trong tất cả việc lành thiện của chúng ta, nếu chúng ta đã có mục đích, chúng ta trở về rồi thì có hồi hướng tất cả về đó hết. Cho nên hồi hướng công đức Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Cũng giống như mình đang hồi hướng cho người thân mình đang bệnh, bất cứ phước lành nào mình làm đều hồi hướng cho người đó được hết á. Đi bố thí, đi cúng dường, đi tụng kinh, tất cả việc làm đều hồi hướng được cho người đó hết, chứ không luận là việc gì ra việc. Bởi vì công đức là gì?
là tất cả phước lành do tâm tư của chúng ta thực hiện. Pháp Hòa đã thường giảng hai cái chữ hồi hướng, là bốn cách hồi hướng đó: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Đó là bốn cách hồi hướng. Hồi tự hướng tha là mình tự hướng về mình để hướng về người khác. Cái quan trọng là tất cả việc làm này nó lưu xuất từ cái tâm thánh thiện của ta không. Nếu việc làm này là tâm thánh thiện thì ai cũng có thể sử dụng. Ví dụ mình nấu một nồi cơm, tâm tư mình nghĩ nè, nồi cơm này nấu để một lát mọi người đều dùng, chứ không có bao giờ mình nghĩ lặng lát nữa dành riêng cho bà Năm, bà Bảy, bà Tám nào hết. Mình nấu một nồi cơm trong chùa, tôi nấu bữa cơm này lát nữa tất cả mọi người cùng ăn. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ rồi đi làm có lương rồi về mà nhọt chung vô một ác khao là đúng vậy thôi, không có gì hết. Quý vị làm tất cả việc thiện lành gì cứ hồi hướng về một ác khao thôi. Ác khao đó là vãng sanh cực lạc nếu mình muốn. Còn nếu mình muốn trở lại ta bà giáo hóa chúng sanh cũng được nữa. Xin nguyện hồi hướng công đức này cho con đời đời kiếp kiếp được sinh làm người, được gặp chánh pháp, được gặp minh sư, đều hứa hết. Nếu mình thấy ở trên kia buồn lắm, tại sao buồn biết không? Cái gì cũng vàng không à, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, đáy sen thì cát vàng, ao sen thì sen báo, cây cối toàn là vàng với bạc, thất bảo lưu ly gì không, buồn lắm. Ở dưới này vui hơn, có gió, có mây, có trời trong mây nước vậy vui hơn. Rồi ở trên kia gặp ai cũng A-mi-tò-phò hết trơn. Nếu mình cảm thấy là mình vẫn còn muốn trở lại ta bà này để tiếp tục phụ cho Đức Phật Thích Ca làm việc độ sanh, Đức Phật Di Đà phát nguyện lập cõi tịnh độ để cho những người muốn về đó đã ngán cõi này rồi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không có à. Đức Phật Thích Ca là lấy cõi ta bà này làm tịnh độ. Tại sao biết không? No choice. Ví dụ như bây giờ mình đã sanh và mình đã chọn ở đây mình định cư rồi, hỏi tại sao chỉ ở cái chỗ gì lạnh quá vậy? Biết làm sao? Nhiều khi Phật tử cũng hay hỏi hoài vậy đó. Trời ơi thầy, sao thầy không đi qua xứ ấm thì ở, thầy không qua Mỹ thì ở đi, thầy làm việc được nhiều hơn, thầy ở chi cái chỗ gì mà vắng vẻ không có ai hết trơn. Giận ông già tôi. Ông ở đó, ông bảo lãnh tôi qua, tôi ở đó luôn. No choice. Thì bây giờ nếu mà mình không còn cách chọn, phải nghĩ cách khác để mình vui hơn. Tại vì tôi thích này, cõi này khó độ mà tôi ráng tôi ở. Nói cho ngon vậy đó. Thì Đức Phật Thích Ca ngày sanh cõi ta bà và lấy ta bà làm tịnh độ. Thưa đại chúng, từ đó mình sẽ hiểu tịnh độ không phải là nơi thuần túy chỉ có những người lành thiện. Tịnh độ là khi tâm mình lấy cái cõi đó làm cái đối tượng để độ, ngay đó là tịnh độ. Quý hiểu rồi nói không? Cho nên tịnh độ ở đâu? Lưu xuất từ tâm mình. Nếu mình chấp nhận cõi đó, thí dụ bây giờ mình xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình sanh, mình ở trong một gia đình, trời ơi rất là khổ lụy mà chồng con gì tùm lum rối bời hết, thì lấy đối tượng đó làm cái cõi tịnh độ của mình. Giờ đi đâu? Nếu người nào cũng dễ thương hết, độ gì nữa độ? Họ ai làm gì trật đâu để độ? Thôi giờ nhờ mình ở với người này, người kia, người nọ, giờ họ tùm lum tà la vậy đó, thì mình làm đối tượng để mình độ. Cho nên cõi tịnh độ là vậy đó. Tịnh độ là từ tâm mình đi ra và mình nhận các chúng sanh đó, con người đó, hoàn cảnh đó để làm quốc độ, làm cái nơi chốn để chúng ta giáo hóa, thì là tịnh độ của mình. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca là một việc rất khó làm. Đó là ở một cái nơi chốn mà con người đầy dẫy năm thứ nhiễm ô. Đó là kiếp trược. Đó là nhiễm ô của kiếp người, nhiễm ô của cái thấy, gọi là chúng sanh trược, mạng trược của thân mạng, của cái thấy, của phiền não. Quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca chọn cõi này làm tịnh độ để giáo hóa chúng sanh cõi này, mà chúng sanh cõi này đầy dẫy năm thứ nhiễm ô.
Như vậy thì độ chúng sanh ở cõi Tây Phương và độ chúng sanh cõi Ta Bà này, cõi nào dễ độ? Tây Phương dễ độ hơn, tại vì Tây Phương không còn nhiễm ô. Thì bây giờ mình là đệ tử Phật Thích Ca, mà nếu mình thấy rằng á, tôi phải trở lại đời này để tiếp tục phụ cho ba tôi, để làm cái công việc độ sanh, thì mình trở lại cõi đời này để tiếp tục. Cũng giống như quý thầy bây giờ đó, là đang tiếp nối cái con đường của thầy mình, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài đã độ chúng sanh ở đời của Ngài rồi, rồi Ngài để cái gia tài lại, rồi mình tiếp tục công việc của Ngài, là mình đi độ những chúng sanh nào mà có duyên với mình, và nói cho họ nghe những điều thiện để họ hướng thiện. Đó là cái công việc độ sanh của Phật và Bồ Tát. Rồi bây giờ nếu mình không thích cõi này, mình cũng chẳng thích cõi Cực Lạc, mà mình thích cõi Tịnh Độ Lưu Ly của Phật Dược Sư, thì phát nguyện về đó. Cho nên nhiều cõi tịnh độ lắm. Mà thậm chí thưa đại chúng, Bồ Tát Địa Tạng lấy cõi nào làm tịnh độ? Địa ngục. Lấy địa ngục làm tịnh độ của Ngài. Rồi Bồ Tát Quan Âm lấy cái gì làm tịnh độ của Ngài? Lấy những chúng sanh khổ nạn. Mà quý vị đọc Phẩm Phổ Môn phải không? Tất cả những khổ nạn nào đều có mặt Đức Quan Âm hết. Mà chỗ nào mà vui vẻ rồi là Ngài đi. Tại sao? Vì đó là tịnh độ giáo hóa của mỗi vị. Cho nên mình làm bất cứ việc gì, mình đều có thể trở về cái hướng về cái quốc độ của mình nếu mình muốn. À, thưa thầy, thầy có bệnh không? Thank you for your question. Cảm ơn vì đang bệnh. Nhưng mà tại lỡ ký contract rồi. Con cảm ơn thầy đã hoan hỷ dời góp Phật đến chùa Bảo Quang dạo giám. Góp em trai rồi. Giờ mấy bà neo vào. Thưa thầy, có một lần con nghe một vị sư trên YouTube nói chùa của chúng con không ở được, có phải vậy không? Thầy, vì chùa Bảo Quang con biết cũng khá lâu nhưng không có vị sư nào ở được lâu hết. Xin thầy quan hệ giải thích cho chúng con biết. Vì con luôn mong muốn có một vị trụ trì cho chùa. Ni sư ở đây 7 năm rồi là không sao hết. Thưa đại chúng, trong kinh có câu kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán phiên âm là già lam. Chữ già lam là tiếng âm từ Ấn Độ, chứ già lam chưa có nghĩa. Chữ già lam là tiếng phiên âm từ Ấn Độ, Sankarama. Người Tích Lan và người Mihara. Chữ già lam được dịch nghĩa là tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là đất sạch. Cho nên chúng ta còn được chùa, gọi chùa là tinh xá, chứ không phải tịnh xá, tinh xá. Chữ tinh là trong sạch, chữ xá là nhà. Nhà trong sạch gọi là tinh xá. Và chúng ta, cái tinh xá đó để những người sống tịnh ở đó. Cho nên vấn đề không phải là đất đó xấu, không phải là cục đất đó xấu, không phải là ai trù ém cái cục đất đó, mà tại vì đất tâm chưa vững thì làm sao đất ngoài nó vững. Trước khi xây chùa phải xây lòng người. Lòng người mà có thì 10 chùa cũng có. Cho nên không phải cái vấn đề là do ai làm gì hay chùa này xấu ém gì rồi giờ làm gì. Cái cách chúng ta hành xử, bây giờ thưa đại chúng, là hai vợ chồng sống với nhau đấy mà không hiểu nhau thì thế nào cái nhà đó cũng có ngày sang đất cho người khác. Sự thật đó là vậy. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Bây giờ quan trọng là tâm người. Quý vị thương Tam Bảo,
đừng quan tâm chuyện ai hết, cứ lo cho tâm họ. Bây giờ Pháp Hòa kể là chúng nghe câu chuyện nhỏ, không có Pháp Hòa mấy lần rồi nhưng mà kể nữa, nó phù hợp với cái chuyện này. Thì có một cái người đó họ lên họ gặp ông thầy trụ trì, nói thầy ơi, bữa nay con xin nghỉ đi chùa, từ nay về sau con không tới đây nữa, ổng phụ một việc gì nữa hết. Thầy hỏi tại sao? Nếu con giận mà 5, mà 7, mà 8, mà 3, mà 2 gì giận hết cả chùa. Cái ông thầy nói thôi được rồi, trước khi con nghỉ á, con hãy đi lấy cái chén nước á, con đi từ phòng thầy lên chánh điện, rồi từ chánh điện trở lại phòng thầy, và với điều kiện là chén nước không có rớt ra ngoài giọt nào hết. Thì ông này ông đi trang vậy đó, tới phòng không rớt ra giọt. Ông thầy đi tới về, ông thầy mới hỏi có rớt giọt nào không? Con nói dạ không. Ông thầy tại sao con rớt con chắc không? Con bảo đảm với thầy, tại vì con đi con chú ý nó dữ lắm, con chú ý dữ lắm cho nên con không có rớt một giọt nào hết. Ông thầy nói mà con có gặp bà Tám trên đường vậy không? Con không thấy ai hết á, con chỉ lo chú ý chén nước của mình thôi. Ông thầy nói vậy con, tại sao con phải nghi đi? Khi con vô chùa, chén nước là một đối tượng để con chú ý, thì con không rớt một giọt nào. Con vô chùa làm việc, con chú ý nghiệp của con, không chú ý điều người thì mắc nhiều con nghĩ. Như mình bưng một chén nước vậy. Quý vị hiểu và nói không? Mình bưng chén nước không rơi rớt là tại mình lo chú. Thật sự trên đường đi có bà Năm bà Tám xuất hiện không? Có. Nhưng tại sao mình không thấy? Vì mình bận chú tâm chén nước. Thì trên cuộc đời sống này của chúng ta cũng vậy, có vô cùng vô vàn những khó khăn, nhưng mà quan trọng là chúng ta chú ý việc chúng ta làm. Thưa đại chúng, không có việc gì chúng ta làm mà không có người soi mói và chỉ trích. Cái quan trọng là chúng ta hướng tâm việc làm của chúng ta. Đừng thẹn lòng chứ đừng sợ mang tiếng. Tại vì tiếng thế nào cũng phải mang, vì thế nào cũng có tiếng. Không nổi thì mang. Hãy nổi tiếng là có mang tiếng. Cho nên mang tiếng cũng là chuyện bình thường trong sự nổi tiếng. Còn nếu nói đúng hơn, nổi tiếng cũng là mang tiếng. Chẳng qua kêu hai từ nó khác thôi. Thí dụ như mang tiếng, nói nổi tiếng được không? Được, nổi tiếng xấu. Nổi tiếng trộm cắp, nổi tiếng ăn gian, nổi tiếng hung dữ cũng là một dạng nổi tiếng. Cho nên nổi tiếng hay là mang tiếng cũng là một chữ thôi. Mà tại vì mình quy định mang tiếng là xấu và nổi tiếng là tốt. Nhưng có đôi khi người ta dùng chữ nổi tiếng một cách khác hơn. Trời ơi, cái ông đó ăn cắp nổi tiếng luôn. Cho nên quan trọng là sống không thẹn lòng, chứ không phải là không mang tiếng hay là nổi tiếng. Vậy được rồi ha. A Di Đà Phật, con có câu hỏi. Con là thợ làm neo, tiệm con làm gần 30 người thợ neo và tóc. Vì tiệm cũng lớn và vì muốn giữ khách hàng cho vệ sinh cho tiệm, chúng con phải dùng bao bọc ghế làm chân, bọc đựng kèm và bao tay sau mỗi người khách bỏ đi, và dụng cụ khác vân vân. Những ngày cuối tuần thì khách đông và số lượng dùng cũng tăng lên và số lượng rác rất nhiều. Như vậy mặc dù chúng con cũng không muốn mà công việc bắt phải đúng luật, vậy chúng con có bị giảm phước không? Vị Phật tử này rất có lòng, xin tán thán công đức và cũng xin nói là không có sao hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta làm đúng luật vệ sinh mà người ta quy định, chúng ta làm đúng mức, chứ chúng ta không phung phí thì cái đó không có lỗi. Nhưng mà ngược lại, ví dụ người ta quy định phải làm như vậy để vệ sinh mà mình ăn gian mình không làm, cái đó mới lỗi. Còn cái gì mình làm đúng luật. Cho nên thưa đại chúng, Phật hay lắm. Trước khi Phật mất, Phật dặn 4 điều. Cái gì mà tôi không nói, tôi chưa ngăn cấm, nhưng sau này ở nơi quý vị sống mà người điều đó không nên làm, quý vị không nên làm. Hay không? Điều gì mà tôi không ngăn cấm mà trong tương lai người ta ngăn cấm, quý vị cũng phải làm theo trường hợp đó. Cho nên Đức Phật không nói Ngài là chân lý,
mà những gì Ngài nói nó phù hợp ở cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà Phật là người tuệ giác, mà Phật biết thế nào xã hội sẽ thay đổi, mọi việc nó sẽ thay đổi, cho nên Phật nói một điều để mình biết rằng những gì Phật không cấm, nhưng hiện nay chúng ta đang sống một xã hội mà người ta cấm, mình nên làm, chứ không nên nói rằng tôi là đạo Phật, Phật không nói chuyện này cho nên tôi làm. Ví dụ thời Phật không có cell phone, cho nên trong giới luật không có câu là không được vừa nói phone vừa lái xe. Bây giờ luật người ta cấm cái mình nói không, tôi không hiểu luật Phật rồi. Phật không cấm vụ nói phone lái xe cho nên tôi nói đi. Như vậy mình đúng hay sai? Mình không phải là người đạo Phật. Đạo Phật là người luôn luôn sống thích ứng thời hợp mọi hoàn cảnh, mọi luật pháp để chúng ta không vi phạm. Phật không cấm, nhưng xã hội hiện nay đang cấm là phải làm. Thí dụ như thời Phật á, Phật không có cho ăn đồ ăn quá đêm. Thức ăn quá đêm là không được ăn. Nhờ Phật cấm đúng không? Những gì tôi cấm mà trong xã hội tương lai không cấm. Ví dụ, bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave. Vì vậy mình ăn đồ cách đêm có tội không? Không. Tại vì mình cấm được cái thức ăn đó, mà mình có cái đồ hâm thì điều đó đâu có sao. Dĩ nhiên Phật cấm là bởi vì lúc đó đi khất thực, chè, xôi, cà ri, rồi canh gì trộn chung một cái bình bát đó để ăn. Mà ăn không hết mà để lại qua đêm là ngày mai ăn chết giấc đó. Mà nếu mà bệnh mà cứ vô kia ngồi hoài lấy gì tốn. Bây giờ ăn vô chọn bụng vô kia ngồi hoài tốn gì. Sức khỏe không có sao tốn. Cho quý vị thấy Phật văn minh không? Quý vị thấy Đức Phật rất văn minh, và Đức Phật rất dân chủ, và Đức Phật rất biết việc. Vậy thì mình tôn thờ Đức Phật là thầy chứ chẳng phải là thánh thần gì hết. Vậy sao quy y Phật? Lời dạy quá chân lý mà tại sao quy y Pháp? Sống đúng với Phật là mình luôn luôn thống lý đại chúng, vì mình hội nhập được với đại chúng, cho nên nhất thiết vô ngại. Có gì quan ngại đâu mà không quy y Tăng. Thì quy tâm bảo không có gì trở ngại hết. Con xin hỏi thầy, con xin thầy thương trả lời cho con. Thương mới nói nha. Thầy có quy y cho vong linh không ạ? Nếu có, con xin hỏi làm thế nào để con quy y cho người thân. Thứ hai, nhà con có nhiều ruồi vào mùa hè và các côn trùng trong vườn, làm để con cầu siêu cho các côn trùng này khi mình giết nó. Kinh tụng cho người chết thì thầy có dư, mà tụng côn trùng thầy chưa có. Nếu mình muốn quy y cho người thân mình đã mất thì mình cũng có thể lên trình với các thầy, đưa tên người thân rồi vào một cái dịp nào đó, trong một cái buổi lễ, trong một cái buổi lễ quy y cho chư hương linh thì các thầy có thể giúp cho mình. Còn ví dụ như vị Phật tử này muốn Pháp Hòa làm thì Hòa cũng có thể giúp được. Nhờ khi nào có thuận tiện thì quý vị gặp rồi Pháp Hòa sẽ giúp cho cái lễ đó. Nhưng mà cái đó là để một phần an ủi cho mình, là người thân mình được quy ký vào trong Phật Pháp. Cái đó là cái tâm lý của mình, mình tu, người thân mình tu theo. Và khi mình nghĩ tới người đó thì cái giao cảm giữa mình với người đó nó cũng có cái phần tác dụng. Cho nên âm điều lợi hết chứ không sao hết. Còn cái chuyện mình tụng cho ruồi mũi đó, nói cái này vẫn còn nhớ hồi nhỏ đó. Mấy bà đi mua gà, mua vịt về mà chuẩn bị cắt cổ đó ha. Cái mấy bà tụng nha: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai con gà con vịt mà ăn dơ ở giấy nghe chưa. Bà tụng xong cái bà làm cái ót. Thôi bây giờ á, thay vì mình tụng cho nó siêu á, nó chưa siêu mà nó oán, trước khi mình xin nó đi,
Thí dụ như các vị ra ngoài vườn, các vị nói các Bồ Tát kiến, ở đây là nhà của chúng tôi ở, không phải là nơi của quý vị trú. Thôi thì bây giờ quý vị ở đâu quý vị đi về đó, ở đây không phải nhà quý vị. Nhưng mà nếu như mà quý vị lẩn quẩn đây hoài mà con cái tôi không có chịu được thì có thể nó sát hại quý vị. Điều đó tôi không muốn đâu. Bây giờ tôi báo cho quý vị, ở đây không phải là chỗ quý vị có thể bị sát hại. Thôi thì quý vị nên từ ở đâu đi, từ ở đâu đến thì quý vị đi về đó. Cái đó cũng là cách tụng, nhưng mà tụng khi nó sống nó nghe. Còn đợi nó chết rồi, I am sorry, why you here? Có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ. Thì cũng là một cách tụng, nhưng mà tụng khi nó có thể nghe được, mà mình nói bằng cái tâm của mình. Quý vị phải biết rằng á, con chó con mèo mình nói nó nghe, thì con gì mình nói nó cũng nghe hết á. Nhưng mà nó có phản ứng. Con kiến nó nhỏ quá, nó phản ứng mình không thấy, nhưng mà nó có nghe. Với điều kiện mình nói bằng cái tâm của mình, nói bằng cái lòng từ bi thật sự của mình, chứ không phải là nói đơn thuần. Mà nó quớt rồi cháu Hòa mới nói. Có nhiều vị Phật tử đã gửi mail cháu Hòa là cảm ơn, nhờ cái cách đó mà họ đã không giết những kiến, những con chuột, con dế trong nhà của họ. Họ làm, mình nói một lần cũng được, mình nói nhiều lần. Đây là sự thật nè. Ở bên Canada đó, có cái vườn trồng blueberry. Thì người chủ đó có 25 mẫu trồng cây blueberry. Chuột nó cứ đục nó ăn từng cây vậy đó. Thì bữa nọ mấy đứa con quyết định là mua thuốc về để diệt. Thì cái vị đạo hữu đó, ông ra, ông đứng ngay giữa cái vườn blueberry, ông nói: các ông tí, bà tí, đây là vườn của gia đình chúng tôi, sinh sống bằng nó, chúng tôi sống là nhờ nó. Mà bây giờ quý vị vô, quý vị ăn như vậy là quý vị đã hại cho cái đời sống của gia đình tôi. Mà con tôi nó quyết định là nó mua thuốc về, nó thuốc quý vị đó. Mà bây giờ tôi xin báo nha, quý vị ở đâu đi về đó đi. 3 ngày sau mà ai không đi mà chúng tôi phải dùng tới thuốc thì đó không phải lỗi của chúng tôi. Mà quý vị biết không, nói xong rồi 3 ngày sau không còn một con chuột nào trong 25 mẫu đất đó hết. Đó là sự thật ở tại Canada đó. Cho nên mình, cái năng lượng từ bi của mình đó, nó có. Một cái người họ bệnh tâm thần, mình tới ngồi bên cạnh họ với năng lượng từ bi, tại sao họ ngồi yên theo mình? Mà một người khác bước tới, họ la hét lên, họ cảm được cái từ trường của họ, của cái người đó, chứ đâu phải bình thường. Một đứa con nít nó violence mà tại sao nó chịu ngồi với mình, mà người khác tới là nó hét lên, nó phải có. Nhiều cái nhà mình dẫn vô nó hét lên, mình đâu thấy gì đâu, nó thấy, nó cảm. Vì nó rất là innocent, con nít nó chưa có bị ô nhiễm gì hết, nó cảm được cái năng lượng ở đó. Cho nên Pháp Hòa thưa vậy để rồi, tại sao mỗi ngày mình tụng kinh niệm Phật, ngoài cái ý nghĩa là mình hiểu ứng dụng, khi mà tâm mình giao cảm vô đó, mình không nghĩ gì hết á, mình đang tạo cái năng lượng ở trong người mình. Năng lượng đó, cho nãy cô Phật tử mới hỏi là năng lượng đó, cái lực ở trong người mình nó tỏa ra là tùy theo cái sức tu tập của mình. Người nào mà nóng giận nhiều là năng lực nóng giận. Người nào thương yêu tha thứ nhiều là năng lực thương yêu tha thứ. Người nào mà tâm hỷ xả nhiều, cái nụ cười trên môi và người ta cười rất thật. Có nhiều người nói cái người đó cười có chứ hiểm lắm, cái người đó cười mà con mắt không có từ bi. Nó biểu lộ ra hết, từ cái tâm địa của mình nó biểu lộ ra nụ cười ánh mắt. Sao nhiều quá em. À, chúng con biết rằng đến chùa mình chỉ cần biết Phật và theo pháp của Phật, như vậy vào chùa cũng rất là hoành tráng hình thức, nhưng theo thiện ý của con, chùa dùng quá nhiều thời gian quảng cáo bầu xô,
Như vậy chúng con vẫn tiếp tục support chùa không? Biết chùa làm quấy mình vẫn support, vậy mình có vô minh không? Thôi mình hỏi mình trả lời luôn đi. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do mình, tùy cái duyên mình nhận. Ví dụ như á, ở nơi đó người ta cần tài chánh, thì nếu mình cảm thông cái mình đứng ở phương diện là đơn giản theo thế gian, một ngôi cơ sở ở đây đều phải có sự chi phí của nó. Nếu mình thông cảm theo cái nhìn bình thường của thế gian thì mình có thể thông cảm được. Còn nếu mình nhìn ở một cặp mắt là xuất thế Phật Pháp thì mình nói chùa cũng làm được cái này, không? Còn nếu mà chúng ta nhìn đơn giản bình thường, chùa là một cơ sở hướng thiện cho con người, mà muốn cơ sở có thì buộc lòng phần tài chánh duy trì phải có, thì các chùa phải làm cái gì đó để có cái nguồn tài chánh để ra. Nghĩ đơn giản thì tự nhiên mình có thể chấp nhận được. Còn nếu như không, thì mình không đồng tình, phải không? Mình không đồng tình ở phần nào, mình có thể tạm gác phần đó. Nhưng ở mặt khác, chùa đó có những phần khác mình có thể tham dự, thì mình có thể tham dự được. Cũng giống như Pháp Hòa hay thưa với đại chúng là quý vị đi tìm minh sư vậy đó. Có nhiều Phật tử hỏi sao mình gặp được minh sư đó. Thì Pháp Hòa có thưa như thế này: mỗi một thầy có thể có một cái hạnh để mình học theo. Mình hãy tìm cái sáng ở nơi vị đó, chứ đừng có đi tìm cái sáng trọn vẹn ở một con người, là gì hiếm lắm. Chúng ta chỉ là phần giác, chứ chưa giống như Phật là toàn giác. Thì bây giờ á, người nào sáng ở phần nào mình nhận phần đó, minh sư mà. Thì cái vị đó sáng ở cái hạnh nào, mình nên theo cái ánh sáng hạnh đó mình tu thôi. Rồi mình gom hết các bậc đạo sư mình tiếp đó, cuối cùng mình là người lời, là vì mình có nhiều cái nguồn ánh sáng từ các vị cho mình. Còn mình đi cầu một cái vị nào trọn vẹn thì có lẽ hết đời này mình cũng không tìm ra. Quý vị nhớ câu chuyện á, ở bên Trung Hoa, ở có một cái nước tên là Ngũ Đài, chúng ta thường gọi là Ngũ Đài Sơn. Thì người ta thường nói rằng á, Đức Văn Thù Sư Lợi hóa thân ở tại núi Ngũ Đài. Thì có một người đệ tử của ngài Đỗ Thuận bỏ thầy mình chạy lên núi Văn Thù để tìm ngài Văn Thù từ Ngũ Đài. Thì khi lên tới chùa đó mới hỏi rằng: con đi tìm ngài Văn Thù. Thì các vị trên đó trả lời: ô, ngài Văn Thù không còn ở đây nữa, ngài đi về với phố dưới phố, đi vô ngôi chùa đó chính là ngài Pháp Sư Đỗ Thuận đó. Người đệ tử nghe xong lật đật chạy về, không ngờ thầy mình là Văn Thù hóa thân ở trong chùa mình mà mình không biết. Khi chạy về thì ngài Đỗ Thuận đã viên tịch, thì người đệ tử đó cũng mất cơ hội quỳ dưới chân thầy mình để nói với thầy mình: con kính trọng thầy. Thí dụ vậy. Thì qua câu chuyện đó thì Pháp Hòa cũng xin thưa, trong cuộc sống của chúng ta, nhất là cuộc sống hiện tại, chúng ta cần, rất cần cái cảm thông để cuộc sống mình nó luôn luôn nó tốt. Ai xung quanh mình á, nếu mình đem cái cặp mắt chánh niệm mình nhìn, cũng có phần nào để mình cảm thông hết á. Vì mình có cảm, mình sẽ thông. Còn mình không cảm được cái gì hết thì tất cả đều bế tắc. Thôi thì bây giờ á, phần nào quý vị cảm thông được thì quý vị cảm thông, không được thì chưa chắc đó là sai. Thôi mình không, chưa đồng tình, chưa ủng hộ được thì ủng hộ phần khác. Còn nếu không làm được thì thôi im lặng, chứ không có bài xích. Lỡ mình phạm cái lỗi, mình nói quá cái điều đó mà nó không đúng thì có cái lỗi. Quý vị nhớ một câu như thế này: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh sâu dày lắm, tâm người phàm mình khó mà so được, khó mà lường được. Ngồi đây ai phàm ai thánh đâu biết. Nhiều khi ta ngồi dưới đất vậy mà ta là thánh, mình ngồi trên bàn đây mình là phàm, không biết được đâu. Thành tử ra thôi thì mình học hạnh của ngài thường bất khinh,
cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Thưa Thầy, cho con xin hỏi khi nào Thầy về Việt Nam? Phật tử bên Việt Nam rất mong gặp Thầy. Khi nào Thầy có mặt thì biết lúc đó Thầy đã về. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa không về bằng báo thân, nhưng Pháp Hòa đã về bằng pháp thân rồi. Mỗi người chúng ta có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận hiện tại đây nè, lùn cao mập ốm đó, đây là báo thân. Quý vị nhớ ha, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đang có cái báo thân. Rồi chúng ta dùng cái báo thân này để chúng ta ứng dụng, ứng xử mọi nơi chốn, mọi công việc. Chúng ta đang dùng cái thân gì? Đa dụng thân hay là ứng thân? Dụng lấy cái báo thân này mà đa dụng. Có phải đa dụng không? Đa dụng lắm. Quét nhà nè, rửa chén nè, làm mẹ nè, làm vợ nè, làm chồng nè, làm cha, làm anh, bất cứ ở đâu, thậm chí vô hãng mình làm thợ, đứng trên bài cái bục mình làm thầy, hướng dẫn cho người khác. Thành thử ra cũng cái báo thân này, nhưng mà mình đã đa dụng được cái báo thân này, thì giây phút nào mình làm được bất cứ việc gì đó, lúc đó mình đang dụng cái gì? Dụng cái ứng thân hay là đa dụng thân? Mình có không? Có. Mà khi mình làm mà tâm của mình đó không buồn, không khổ gì hết, và mình biết mỗi cái đều có niềm vui của nó, cái đó là mình làm bằng pháp thân. Mà pháp thân không có tướng, mà chính không có tướng cho nên mới trùm khắp. Ví dụ bây giờ báo thân Pháp Hòa không có ở Việt Nam, mà cũng chưa, sau 33 năm rồi chưa đi Việt Nam. Pháp Hòa qua đây từ năm 86 thì chưa về Việt Nam. Thì bây giờ báo thân chưa đi, nhưng mà pháp thân Pháp Hòa đã có mặt ở khắp ba miền đất nước. Pháp thân, mà cái pháp thân không có tướng cho nên nó trùm khắp. Còn cái gì có tướng thì nó còn hạn hẹp. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa, cái báo thân của Pháp Hòa nó bị mất ở tại Canada rồi. Pháp Hòa không có ứng ở Canada, nhưng mà Pháp Hòa ứng ở đâu? Ứng ở Mỹ. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái báo thân này nó hữu hạn. Chỉ có pháp thân thì sao? Trùm khắp. Bây giờ ví dụ mai mốt Hòa có chết đi nữa thì những cái băng giảng của Hòa nó vẫn còn đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa sau một lát nữa quý vị về, và có thể mình không biết chừng nào gặp nhau, nhưng mà pháp thân Pháp Hòa đã ở trong tâm thức quý vị hết rồi đó. Chiều nay mà về hỏi ổng ra làm sao nói được hết rồi đó. Phải vậy không? À, cho nên phải có pháp thân nhiều hơn là có báo thân. Thôi một câu nữa chắc mình nghỉ ha. Cái nào dư mai trả lời ở chùa Bảo Phước. Trong chú Đại Bi, thánh giả là A Lị Gia hay A Rị Gia? Quán là Bà Lô Kiết Đế hay là Bà Lô Kiết Đế? Nếu mình tụng chú Đại Bi mà không hiểu hết nghĩa, có bị ảnh hưởng đến năng lực của thần chú không? Bây giờ trước hết nói cái phiên âm. Cái câu hỏi là tiếng Phạn á, có một câu là Ariya. Người Trung Hoa dịch chữ Ariya là thánh giả. Thì vị Phật tử mới hỏi á, mình đọc là A Lị Gia đúng hay mình đọc A Rị Gia đúng? Thưa đại chúng, dù là A Lị Gia hay A Rị Gia đều là chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Ariya. Nhưng mà so ra giữa chữ A Lị và A Rị á, thì chữ A Rị nó gần hơn. Pháp Hòa ví dụ, mình đọc là YouTube, vị khác đọc là YouTuber. Vậy thì cũng là chữ đó, nhưng mà giữa đọc YouTube và YouTuber cái nào gần hơn?
Tại sao nói YouTube gần? Tại mình đọc theo tiếng Mỹ. Mà nếu mà người ta phiên âm từng chữ là YouTube, rõ ràng mà, phải không? Thì thưa đại chúng, là chữ phiên âm từ tiếng Phạn, thì mình thấy cái âm nào nó gần thì mình nói. Ví dụ như á, ở ngoài Bắc là đa phần đọc chữ lỵ. Ví dụ như là tu lỵ, thay vì mình đọc là tu rỵ. Thật sự lỵ hay rỵ gì cũng là phiên âm thôi, nhưng mình tìm cái âm nào gần thì mình đọc. Ví dụ như là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Bởi vì tâm, cái chữ đà ra ni á, nó gần hơn, vì cái chữ Phạn của nó là đà ra ni, và mình đọc là đà ra ni nó gần hơn, thay vì mình đọc là đà la ni cũng được. Nhưng mà nếu mà cái chữ phiên âm tiếng Phạn là đà ra ni mà mình đọc lại là đà ra ni và đà ra ni, cái nào cũng gần. Ví dụ quý vị đọc nè, Nam mô Buddhaya, hay là Nam mô Buddha, Nam mô Buddhaya, mà mình phiên âm lại là Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia. Trong cái mấy cái bài thập chú mình hay tụng Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia, thì ba câu đó là phiên âm từ tiếng Phạn: Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và Sanghaya mình đọc là Tăng Già Gia, thấy không? Cho nên á, bây giờ nó là Tăng, quy y Tăng, mà chữ Tăng đó là mình đọc phiên âm, chứ còn cái chữ nguyên thủy của nó là Sangha. Sangha mà nếu nói cho đủ là mình phải nói sao? Sangha phiên âm là Tăng Già, còn mình kêu Tăng con chữ một à, thì nó không đúng, nó không đủ. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường có cách nói tắt, Phật Đà mới đúng, chứ không gọi là Phật. Phật là mình nói gọn một chữ, còn nếu nói đúng chữ là Phật Đà, bởi vì phiên âm từ chữ Buddha. Buddha không phải là tiếng Phạn, không phải là tiếng Mỹ. Buddha là tiếng Phạn, mà tiếng Mỹ không có từ đó, cho nên đưa Buddha vào trong từ điển luôn là Buddha. Và chúng ta bây giờ đọc và cứ nghĩ tiếng Mỹ Phật là Buddha, nhưng mà thật sự Buddha là tiếng Phạn, mà chúng ta đọc âm lại là Phật Đà. Dhamma chúng ta gọi là Đạt Mạ. Quý vị kêu tổ Bồ Đề Đạt Ma phải không? Nhớ không? Thì cái chữ Bồ Đề Đạt Ma là mình phiên âm từ Phạn đó, Bodhidharma. Bodhidharma là mình phiên âm là Bồ Đề Đạt Ma. Cây này cây gì? Cây Bồ Đề là mình gọi, còn nguyên thủy của nó là Bodhi. Bodhi mình âm là Bồ Đề, vậy thôi. Mà dịch nghĩa chữ Bồ Đề là gì? Bồ Đề là ngộ. Nếu nói theo tiếng Việt nè, cây giác ngộ. Rồi ví dụ như ngày xưa mà Phật mà ngồi dưới cây chuối để thành đạo, thì cây chuối bây giờ được gọi là cây Bồ Đề. Vì Bồ Đề không phải là tên của cái cây, Bồ Đề là nghĩa của chữ giác ngộ. Đức Phật chứng quả gọi là giác ngộ, cho nên chúng ta gọi luôn cái cây đó để kỷ niệm sự chứng ngộ của Ngài, gọi là cây Bồ Đề. Chứ thực tế nó không hề có tên là cây Bồ Đề. Nó không hề có tên là Bồ Đề. Bồ Đề là một quả vị tu chứng, mà Đức Phật chúng ta đã tu chứng ở dưới gốc cây đó. Và cái cây đó nguyên tên của nó là cây Pipala Tất Bát La. Và bây giờ mình không gọi nó là cây nguyên thủy tên của nó nữa, mà mình gọi là cây gì? Cây Bồ Đề, bởi vì kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật. Rồi bây giờ nếu mà ngày xưa Đức Phật không ngồi dưới một cây da, mà Đức Phật ngồi cây chuối, cây mít, cây xoài, cây ổi để thành đạo, thì bây giờ mình gọi cây đó là cây Bồ Đề đó. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên, rồi bây giờ cái câu thứ hai: Bà Lô Yết Đế đúng hay là Bà Lô Kiết Đế đúng? Cũng vậy thôi, nó là chữ phiên âm, thấy không? Bà Lô Y Tê thì mình đọc là sao đó, thành ra cái âm bồ Bà Lô Kiết Đế, Yết Đế gì, tất cả đều đọc từ phiên âm. Cuối cùng, nếu mình tụng chú Đại Bi mà mình không hiểu thì năng lực có hay không? Có. Nhưng mà nếu như á,
mình dù mình không hiểu nhưng mình tập trung mình đọc, năng lực vẫn có như thường. Ví dụ như quý vị đi học thi quốc tịch á, có nhiều câu mình trả lời chứ mình đâu biết câu đó nói gì đâu, có phải không? Nói sao mà cho các ông Mỹ ông nghe mình nói, không chấm điểm mình thi là được rồi, mà ra khỏi cái phòng thi rồi hỏi má nhớ gì không má? Không, má biết, cần biết má đậu là được thôi. Thì để kết thúc thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Ở bên chỗ Pháp Hòa có một bà cụ á, bà đi học thi quốc tịch mà con phải ngồi dịch. Thì cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John A. McDonald. Thì khi muốn cho bà cụ dễ nhớ, người con mới nói má, má nhớ nghe. Đi vô đó hỏi ông thủ tướng đầu tiên Canada là ai, bà không nhớ. Người con mới nói cái gì mà con cháu nhà mình nó hay đi ăn hoài đó, ổng muốn nhắc cái tiệm McDonald á, bởi vì ổng họ là McDonald, tên của ông là John, ông thủ tướng đầu tiên của Canada là John A. McDonald. Bà cụ không nhớ chữ đó, bà nhớ oh hamburger. Cháu mình nó ăn hamburger. Bà đâu có nhớ cái tiệm McDonald, bà nhớ là thằng cháu mình ăn hamburger. Vậy mà bà vẫn đậu được quốc tịch. Tại vì ông hiểu, ông hiểu cái ý bà cụ này. Một câu thôi mà đậu. Trước khi đưa ra cửa đây, tôi cho má anh đậu, bởi vì tôi sợ bà nói một hồi nó ra french fries với lại. Một cô khác đi vô thi quốc tịch, nó hỏi quốc khánh Canada ngày nào. Quốc khánh Canada là ngày 1 tháng 7, quốc khánh Hoa Kỳ là 4 tháng 7. Hỏi xong bà không nhớ, bà đứng dậy bà hát bài quốc ca Canada. Nhưng mà hát cũng không thuộc nữa, có một câu thôi, oh Canada. Dẫn đậu như thường. Mỹ nó hỏi sao bà thuộc, bà nói tại vì tôi coi hockey. Ở bên Canada nó có cái bộ môn chơi hockey á, đánh banh trên băng tuyết á, mà trước khi cái game đó bắt đầu là đều có lễ chào cờ hết. Ghiền coi hockey mà thuộc ô Canada, có tinh thần thể thao của xứ lạnh. Thưa sư phụ, con mồ côi cha lúc 3 tuổi, mẹ con tử thủ ở giá nuôi con. Vụ gì đây? Quảng cáo cho sư phụ. Cái câu này mới hấp dẫn nè. Mẹ con tử thủ ở giá nuôi con, bây giờ con có người yêu, con nhỏ đức này muốn con dọn nhà ở chung. Mà thương mẹ già cô đơn, con cũng thương nó, vậy con làm sao đúng lời Phật để thuyết phục nó? Con nhớ lắm thầy ơi. Có can đảm ghi câu này cho thầy, lát cho thầy gặp nha. Thật sự ra đó, bây giờ thương mẹ già mà cũng thương cô đó, mà cô đó muốn mình dọn về nhà ở chung, bây giờ có gì đâu dễ, dung hòa mời hai con vô hết. Mẹ với con ở chung có sao đâu, ăn thua mình. Kính xin thầy hoan hỷ cho con được phép hỏi. Con nghe người đời thường nói đức năng thắng số, vậy kính thưa thầy, có đức năng thắng nghiệp không? Vậy
nghiệp à, vậy số và nghiệp khác nhau không? Dạ có. Số nghĩa là số đề. Còn nghiệp thì nó che đề không vô. Hôm bữa ở chùa Bảo Đức, Pháp Hòa có giảng về cái chữ tu nhân tích đức. Thế nào để gọi là tích đức? Ở đây á, con người chúng ta thường á, ít có biết cái nghiệp mà đa phần nhận cái số. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đời này, bất cứ việc gì cũng đều là số phận đã an bài. Nghĩa là chúng ta chấp nhận có một đấng nào đó sắp xếp hết cái số phận của mình, cho nên mình không có cái cách thay đổi. Khi mình chấp nhận số, nghĩa là mình chấp nhận có một người sắp đặt cho mình. Đạo Phật thì không nói số, mà Đạo Phật nói nghiệp. Bởi vì nghiệp không phải ai cho mà tự mình tạo. Ví dụ như bây giờ cái anh này nè, ảnh bỏ mẹ anh theo đức, thì giờ nếu mà chấp nhận nó chắc tại số con vậy, phải không? Nhưng mà nếu mình thấy là cái này không phải số mà lo do nghiệp. Bây giờ nếu mình biết dung hòa, mình không bỏ mẹ nhưng mà cũng không phụ tình người khác, thì mình biết làm sao để dung hòa cái này, để cho mình đừng có tạo nghiệp với mẹ mà cũng không tạo nghiệp với người thương của mình. Còn nếu mình nói số tu vậy, bây giờ ông thầy tu mà ví dụ như mình nói số tu vậy cái không lo tu, hay là một cái chú thanh niên được nhiều người thương, có cái số gọi là đào hoa, rồi cái nói số tu vậy đó, cho nên rồi sao đi ra ngoài quen biết tùm lum, rồi cái về nhà nó em thông cảm đi em, tại số anh vậy. Được không? Cái số là cái chuyện mình cứ nói thôi, nhưng mình biết rằng nếu mà thật sự cái đó là nghiệp đào hoa của mình, thì mình là cái người có đức, có tu, thì mình phải làm sao cải cái nghiệp đó, đừng có để cái đó nó lôi mình, thì cái đức của mình nó mới có. Cho nên á, cái đức nó thắng cái nghiệp là sao? Nghiệp nó có hai phần, nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Nếu mà cái nghiệp xấu nó đến mà chúng ta biết chuyển, biết tu thành cái nghiệp tốt, thì cái này nó có cái đức. Đại chúng nghe chữ nghiệp đừng có lầm. Nghiệp là cái chuyện xấu, nghiệp của nó bản chất nó không xấu không tốt. Nghiệp là có thói quen mà chúng ta nhận, một là tốt hay là xấu. Ví dụ có một người đó đi chùa lâu năm, gặp ai cũng chắp tay hô Phật, này cũng nghiệp nhưng mà nghiệp tốt. Một người nói chuyện mở miệng ra chữ thề cũng là nghiệp nhưng mà nghiệp xấu. Như vậy cái chữ nghiệp đó, bản thân nó không có cái gì xấu hết á. Hễ chúng ta tạo cái gì thường ngày tốt thì nó thành nghiệp tốt. Hễ chúng ta tạo cái gì thường ngày xấu thành nghiệp xấu. Cho nên á, người ta nói đức năng thắng số. Thấy không? Mình chấp nhận một số phận ở trên một đấng nào đó an bài, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải nói là sao? Cái đức nó thắng được cái đó. Rõ ràng chúng ta cũng trong cái âm thầm mình cũng đã nói là cái số nó đâu phải là cái gì do người ta nghĩ thôi. Người ta nghĩ có ai sắp xếp chứ không có vấn đề ai sắp cho mình đã. Cho nên cụ Nguyễn Du á, khi mà cụ viết cái tác phẩm Truyện Kiều á, lúc đầu cụ cũng hiểu như vậy. Cho nên cụ nói là sao? Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nghĩa là cái số mình vậy đó, bắt phong trần phải phong trần, đúng không? Nhưng mà rồi sau cùng cụ cũng nói là sao? Có người mà cũng có ta, có trời mà cũng có ta. Tu là tội phúc, tình là giấy quán. Nghĩa là mặc dù nó là cái khổ, nhưng nếu chúng tôi tu thì tất cả cái khổ nó giải. Cái đó là cái cội phúc của mình. Còn tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng đều là cái cội nghiệp. Nhưng mà đừng có thấy cái nghiệp đó rồi chúng ta cứ đổ qua vậy, rồi chúng ta không có biết cải đổi. Tu là một sự thay đổi, mình ráng hết sức. Còn không được nữa, ít nhất nó cũng giảm được phần nào, chứ không phải là nó tệ như vậy. Cho nên á, cái số nghĩa là chúng ta chấp nhận, còn nghiệp là chúng ta tạo. Ví dụ như á, mình là một cái người sống trong đời sống này, rồi mình lúc nào cũng đi gây hấn với người khác, thành ra một cái nghiệp là thích gây hấn.
thì cái quả của nghiệp mình là gì? Tức là nhiều người thắng ưa mình. Rồi cái mình mới nói sao kỳ quá, tôi đi tới đâu người ta cũng không tới gần tôi. Mình không nghĩ là cái nghiệp của mình sao. Rồi cái mình đổ thừa chắc cái số tôi cũng vậy. Thành thử ra cái người mà chấp nhận cái số thì là chấp nhận một sự an bài. Và đồng thời Phật tử cũng vậy, không phải cái gì rồi cũng đổ thừa qua nghiệp. Nếu mà mình nhận nó là nghiệp thì chúng ta phải tự biết chúng ta làm gì để cho cái nghiệp này nó có phần giảm đi. Ví dụ mình nói đùng một cái bác sĩ báo cho biết bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi gì đó, cái đi về nhà đó thôi, nghiệp tới rồi, thôi giờ ngồi đây chịu nghiệp. Nghiệp bệnh cũng là nghiệp, nhưng mà mình phải uống thuốc để sao để và cho cái nghiệp này nó giảm phần bệnh đi, để rồi mình sống mình làm việc khác, chứ đâu phải nghe bệnh rồi cái đổ thừa qua nghiệp. Thành thử ra cũng không thể tùy tiện dùng cái chữ nghiệp như vậy, mà cũng không nên lúc nào cũng nói cái số như vậy. Rồi hay là nhiều Phật tử cứ dùng cái chữ tùy duyên, đụng chuyện cái tùy duyên đi, không có hứa, rốt cuộc không có gì làm được hết, để tùy duyên. Hỏi giờ mai đi chùa không? Tùy duyên đi. Vậy mà hỏi sống không? Phải sống chứ. Ai nói ngày mai sống không? Tùy duyên. Mai thở nổi không? Tùy duyên. Mai thở được thì kêu sống. Cho nên thật tùy duyên là cái chuyện tu hành đó, là mình khi mình cố gắng mình tạo mọi cái duyên mà không được nữa thì mới gọi là tùy duyên. Pháp Hòa ví dụ như quý vị tổ chức cái ngày hôm nay chuẩn bị đâu đâu đó chỉ còn thiếu 1% thôi là Pháp Hòa có mặt để sinh hoạt chứ quý vị. Đùng một cái Pháp Hòa cảm ho khan tiếng không sinh hoạt được. Lúc đó quý vị phải nói là tùy duyên. Chứ còn đâu thể nói tùy duyên thôi kệ đi, sáng nay cứ tới đi có gì ăn mấy, chắc không khí không, ăn không khí. Mình muốn có duyên ăn thì mình phải tạo cái duyên đi chợ nấu ăn. Mình muốn có duyên sinh hoạt hôm nay là phải tạo. Cho nên duyên là do mình tạo. Rồi mình tạo hết sức không được nữa, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ không phải là đụng chuyện tùy duyên. Ai mà cứ đụng chuyện tùy duyên để ý thôi, không có duyên gì họ có. Vậy được chưa? Số với nghiệp ha. Con Phật tử và ăn chay trường. Ở quê nhà Việt Nam, con hay gửi tiền về từ thiện nấu ăn cho bệnh nhân nghèo, nhưng chuyên nấu mặn. Vậy con xin Thầy cho con biết con phát tâm vậy có đúng hay sai? Cái này cũng tùy người ăn. Thật sự ra đó thì từ thiện thì nó cũng có nhiều cách. Thì bây giờ nếu như mình là một Phật tử ở trong cái phạm vi mình làm từ thiện, thì nếu như mình đã làm từ thiện cho được người ta được cái món ăn rồi mà hướng dẫn luôn cho người ta ăn được cái món ăn thánh thiện nữa thì cái ăn này nó tròn vẹn. Chứ còn ví dụ như bây giờ thật sự mình cho đồ mặn cũng không sao, không có gì tội cả. Bởi vì thế giới này có nhiều người làm từ thiện, có người thì kiểu này, người thì kiểu khác. Nhưng mà thôi bây giờ nếu mình đã trọn vẹn được cái chỗ này rồi thì mình làm luôn cái phần này đi cho nó trọn. Bây giờ thí dụ cái khu vực đó người ta không có phát đồ chay thì mình có thể làm những khu vực nào mà người ta ăn chay. Hoặc là mình, hoặc là trường hợp đối đế nữa, mình thay đổi. Thí dụ như mình cho tháng 2 lần thì cứ lần chay lần mặn, ít nhất mình cũng giảm đi được một cái phần nào để cho người ta. Thưa đại chúng, trong kinh đó có câu là nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Đảnh Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là hai cái câu trong bài sám tiếng Hán và đã được dịch ra tiếng Việt. Tiếng Hán là đảnh Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Tức là mình dụng cái tâm từ của Đức Quan Âm và mình dụng cái hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền. Và chúng ta dịch ra tiếng Việt rằng hạnh từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyện độ tha. Thì đã đem cái hạnh của mình là hành động đó, bằng cái tâm từ của mình, thì chúng ta sẽ tự biết uyển chuyển
như thế nào để việc làm từ thiện của chúng ta vừa mang được cái tính chất giúp người mà trọn vẹn cái ý nghĩa. Nếu ở nơi đó người ta không quen ăn mặn, ăn chay thì chúng ta có thể lâu lâu thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi được thành món chay thì cũng tốt, tức là tập cho người ta giảm đi cái nghiệp sát, cũng như là tập cho người ta tiếp xúc được với những món ăn chay là điều đó tốt, không có sao. Cho nên quý vị cứ làm.